Đọc truyện Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện Tác giả Thiên mệnh phản phái Tự truyện gốc là Ta Thiên mệnh đại nhân vật phản phái Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 2361 chạm mặt. Giấu giấu giếm giếm, dấu đầu lòi đuôi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Trong đôi mắt kim quang của nam tử trung niên như xẹt qua một tia thần mang, nhìn chầm chầm vào hư không cách đó không xa. Hắn hừ lạnh, phất tay áo lên, tỏa ra khí tức đáng sợ chấn động cả không gian, muốn làm thân ảnh nơi đó xuất đầu lộ diện. Nếu vừa rồi tiên tổ không cảm giác được, thoáng nhìn qua hướng kia, chỉ sợ hắn cũng không để ý tới vẫn còn có mấy tên tu sĩ đang âm thầm theo dõi điều này làm cho nam tử trung niên có chút tức giận cảm thấy mất mặt dù gì hắn cũng là tồn tại sắp thành đạo trong tiểu sơn thôn vắng vẻ thiếu chút nữa lại không phát hiện được mấy tên tu sĩ khác đang âm thầm theo dõi hơn nữa chuyện này còn xảy ra ngay trước mặt tiên tổ thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt tất cả thôn dân đều bị hành động của nam tử trung niên dọa sợ sắc mặt trắng bệch những thôn dân đang quỳ phục trên mặt đất còn lạnh rung và rùng mình bọn hắn không biết những lời này của nam tử trung niên là có ý gì nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi này tại sao lại làm vậy trước mặt phàm nhân lão đạo nhân có chút bất mãn với hành động của nam tử trung niên hắn cao mày khẽ quát lớn một câu vương tiểu ngưu cũng giật mình sắc mặt trắng bệch bởi vì vị tu sĩ mà hắn tiếp xúc ban đầu chính là lão đạo nhân trước mắt, cho nên theo bản năng hắn cho rằng những thượng tiên khác đều hòa ái dễ gần như lão đạo nhân. Không nghĩ nam tử trung niên này lại đáng sợ như vậy. Vâng, tiên tổ. Nam tử trung niên bị lão đạo sĩ quát lớn một tiếng, mặt cũng biến sắc, vội vàng thu lại uy áp. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn lộ ra lãnh ý, nhìn chầm chầm vào phiến hư không kia. Thân là tu sĩ, lại ở chỗ này ra vẽ ta đây trước mặt phàm nhân. Mà vào lúc này, trong hư không cách đó không xa, một đạo thân ảnh ảm đạm hiện lên. Từ bên trong xuất hiện một bạch y nữ tử, mặt đeo lộ mỏng. Nàng mở miệng, thần sắc bình thản, ngữ khí điềm tĩnh, cũng không để ý tới sự cường đại của tên nam tử trung niên. Đây chính là vị Bồ Tát sống trong miệng của thôn dân Thanh Sơn Thôn, vị cô nương họ Tô kia. Tô cô nương. Tô Tỷ Tỷ Thấy bạch y nữ tử xuất hiện, chúng thôn dân không khỏi vui vẻ, một số người không nhịn được bật thốt. Trần Nhị Nha còn phấn khích hét lớn. Trong mắt bọn hắn, Tô Cô Nương cũng là một vị tu sĩ cường đại, nàng ôn nhu thiện lương, đối xử hòa thuận và bình đẳng với tất cả mọi người. Những năm gần đây, Tô Cô Nương đã giúp đỡ bọn hắn rất nhiều mà nam tử trung niên trước mắt cũng là một tu sĩ cường đại nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi, bất an. Hai người này hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Tô tỷ tỷ, Vương Tiểu Ngưu cũng không nhịn được hét lên, có chút hưng phấn, không nghĩ tới bạch y nữ tử sẽ xuất hiện ở nơi này. Trong quá khứ, sau khi trường tư thuộc tan học, nàng sẽ rời đi và trở về nhà của mình. Những người khác rất khó gặp được nàng nhưng hôm nay nàng lại xuất hiện ở chỗ này làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn không ngờ bên trong một tiểu thôn sơn lại cất giấu một gia nhân khuynh quốc như vậy thật khiến người khác bất ngờ nam tử trung niên hơi sững sờ trước sự xuất hiện của bạch y nữ tử nhưng sau đó trong mắt lại xẹt qua một ti kinh diễm điều làm hắn kinh ngạc nhất vẫn là tu vi của vị bạch y nữ tử này thoạt nhìn thì niên kỷ của cốt linh không lớn nhưng lại đạt đến cấp độ chuẩn đế tuy đại thế này rất thích hợp cho tu sĩ tu hành nhưng cũng muôn đời hiếm thấy mà chuẩn đế cũng không phải cải trắng đầy rẫy ngoài đường đủ để thành lập cổ giáo thống trị bất cứ phương lãnh thổ quốc gia nào nhưng bây giờ người này lại cho hắn một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy có thể cầm nắm được dường như lão đạo nhân cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn trước sự tồn tại của bạch y nữ tử hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt nếu ở thời đại khác một vị chuẩn đế có thể gây ra một trận bão táp có ý nghĩa không tầm thường nhưng trong thời đại loạn thế hiện tại đừng nói là chuẩn đế ngay cả kẻ thành đạo hay chân tiên cũng chỉ là mệnh pháo hôi vị bạch y nữ tử này căn bản không đáng để hắn chú ý tới ta cũng không ngờ trong sơn thôn hẻo lánh lại xuất hiện một vị chuẩn đế quả đúng là khiến người ta ngạc nhiên nghe vậy bạch y nữ tử cũng chỉ bình đạm đáp lại lực chú ý của nàng đặt trên người vị lão đạo sĩ làm nàng nhìn không thấu này hơn về phần nam tử trung niên tuy cùng cảnh giới với nàng nhưng nàng cũng không để vào trong mắt bởi vì cùng cảnh giới nên nàng căn bản không cần ra tay nàng rất tự tin với thực lực của bản thân hai người này xuất hiện ở thanh sơn thôn thật sự làm mọi người rất ngạc nhiên nhất là khi đối phương chỉ mặc gọi tên muốn gặp vương tiểu ngưu điều này làm bạch y nữ tử có chút hoang mang nàng ở trong thanh sơn thôn đã mấy thập niên không ai hiểu rõ tình hình của những thôn dân này hơn nàng vương tiểu ngưu không thích hợp để tu hành cũng như không có tuệ căn trừ phi nguyện ý trả một cái giá lớn giúp hắn cải tạo căn cốt nhưng thay vì hao phí một cái giá lớn không bằng đi tìm kiếm một hạt giống mới cho nên điều này làm cho bạch y nữ tử không khỏi hoài nghi liệu hai người kia còn có mục đích nào khác Tiên vực, thể loại, chương 2362 Biến số trong truyền thuyết Thâm Sơn giấu kỳ lân, có gì đáng ngạc nhiên? Không phải cô nương cũng ẩn cư trong tiểu thôn Sơn này sao? Nam tử trung niên thấy tu vi của bạch y nữ tử sắp xỉ mình, cũng thu hồi ánh mắt miệt thị xem thường ban đầu. Theo thói quen hắn chấp hai tay ra phía sau, hiển lộ ra vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, mở miệng hỏi. Tại hạ đến từ ẩn tiên tông ở không động, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ẩn Tiên Tông. Bạch Y nữ tử khẽ nhíu mày, trong đầu nàng cũng không có ấn tượng gì về tông môn đạo thống này. Trước kia nàng cũng chưa từng nghe nói có một thế lực đạo thống như vậy ở thượng giới. Có khả năng rất lớn bọn họ liên quan đến tiên, tiên tổ được đản sinh qua chân tiên. Thấy Bạch Y nữ tử không trả lời câu hỏi của hắn, nam tử trung niên nhíu mày, có chút không vui nhưng dường như lão đạo nhân đoán được hắn sẽ tức giận, hắn vẫy vẫy tay, ngữ khí bình đạm. Chúng ta tới nơi này không phải để ra vẽ ta đây. Nghe vậy, nam tử trung niên biến sắc, hắn vội vàng kính cẩn đáp. Xin ghi nhớ lời dạy bảo của tiên tổ. Trong lúc lơ đảng, đồng tử của bạch y nữ tử co lại. Nam tử trung niên gọi lão đạo nhân này là tiên tổ. Có dính dáng gì đến tiên, lẽ nào hắn là một vị chân tiên? ở đại thế ngày nay, chân tiên cũng không phải hiếm thấy, thậm chí nàng còn nghe được không ít tin đồn về chân tiên ở Thanh Sơn Thôn. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều địa phương sinh ra dị biến, sinh ra rất nhiều tiên tổ cổ lão kế thừa đạo thống, thực lực thâm sâu khó lường. Thậm chí trong số đó còn có kẻ vượt qua tồn tại chân tiên. Một lão đạo nhân được nghi ngờ là đã vượt qua chân tiên bỗng xuất hiện ở Thanh Sơn Thôn, chỉ mặc gọi tên muốn tìm vương tiểu ngưu bất kể thế nào thì điều này cũng có chút không bình thường lão đạo không có ác ý chỉ muốn mang đứa nhỏ này đi tu hành cô nương không cần lo lắng nếu ta thật sự có tâm tư hại đứa nhỏ này cô nương cũng không ngăn cản được ta dường như lão đạo nhân có thể nhìn ra suy đoán của bạch y nữ tử hắn đưa tay vuốt râu mỉm cười thái độ ôn hòa hơn nam tử trung niên rất nhiều thông dân xung quanh cũng đều nhìn ra được chỉ sợ lai lịch của lão đạo nhân này không đơn giản ngay cả tô cô nương cũng rất kiên kỵ chẳng qua lão đạo nhân thần sắc ôn hòa không có bất kỳ ác ý gì nhiều người cũng yên lòng sinh ra hâm mộ với vương tiểu ngưu nếu tiền bối đã nói như vậy ta cũng yên lòng bạch y nữ tử nhẹ gật đầu lão đạo nhân nói cũng đúng nếu như hắn có ác ý gì thì dựa vào thực lực của nàng cũng không thể ngăn cản nổi nhờ sự xuất hiện của tô cô nương mà thôn dân của Thanh Sơn thôn gần đó cũng thở vào nhẹ nhõm. Ban đầu một nhà Trần Nhã dự định đi thuyết phục nhà Vương Tiểu Ngưu để bọn hắn giúp đỡ một chút, hồng kết thành nhân duyên. Nhưng chưa từng nghĩ lại gặp phải chuyện như vậy. Bất kể là Trần Nhã hay Trần Nhị Nha đều hâm mộ Vương Tiểu Ngưu không thôi. Nếu có tiên duyên, ai mà không muốn trở thành tiên, trường sinh bất tử đâu. Chỉ tiếc là các nàng không có cái phúc kia. Dù sao Vương Tiểu Ngưu vẫn còn nhỏ tuổi, sự sợ hãi nam tử trung niên ban đầu đã tan thành mây khói theo thái độ ôn hòa của lão đạo nhân. Hắn bắt đầu tò mò hỏi thăm về rất nhiều chuyện. Đạo nhân cũng không sợ phiền hà mà giải thích, cũng nhờ vậy mà thông dân gần đó biết được không ít chuyện. Còn kiếm cốt hay gì gì đó theo lời của lão đạo nhân thì bọn hắn nghe không hiểu. Có điều bọn hắn biết rõ nam tử trung niên phía sau lão đạo nhân có một đạo thống cổ lão và cường đại. Mà bối phận của lão đạo nhân càng cổ lão hơn, hắn chính là tổ sư của vị đạo thống cổ lão này, được gọi là tử kiếm tiên. Nam tử trung niên chỉ là hậu bối của lão đạo nhân, đồng thời cũng là một vị trưởng lão có uy quyền trong tôn môn. Ẩn tiên tông ở không động. Bạch y nữ tử không rời đi, đối với đạo thống cổ lão này cũng suy đoán không ít chỉ sợ đây là một đạo thống mới xuất thế, lúc trước đều ẩn nhẫn không ra. Không màng thế sự. Lão đạo nhân kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của Vương Tiểu Ngưu, dự định sau khi trần duyên của hắn chấm dứt sẽ dẫn hắn rời khỏi nơi đây, quay về tông môn tu luyện. Hắn tin tưởng với bản lãnh của mình, không đến 100 năm nhất định sẽ bồi dưỡng Vương Tiểu Ngưu trở thành một vị kiếm tiên tuyệt thế. Vương Tiểu Ngưu cũng không đơn giản, khi lão đạo nhân dùng năng lực thôi diễn quá khứ và tương lai của hắn kết quả chỉ nhìn thấy một mảnh mênh mông mờ mịt bị che lấp bởi sương mù không thể nhìn rõ phải biết rằng khi đạt tới trình độ của hắn đừng nói một người bình thường ngay cả những tu sĩ cường đại hắn cũng có thể hiểu rõ quá khứ và tương lai của bọn hắn dễ như chở bàn tay nói hình tượng một chút là ngoại trừ những tồn tại cùng cấp độ với hắn thì trong mắt hắn bất kỳ kẻ nào cũng giống như một quyển sách hoàn chỉnh ghi lại quá khứ và tương lai của kẻ đó. Hắn muốn đọc thì có thể đọc, thậm chí còn có thể ra tay sửa chữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn chỉ bắt gặp sương mù. Không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai từ trên người Vương Tiểu Ngư. Điều này làm lão đạo nhân cực kỳ mừng rỡ, biết mình nhặt được bảo vật, rất có thể Vương Tiểu Ngư chính là một biến số nào đó trong truyền thuyết. Bất kể ra sao cũng là chuyển thế của một vị cổ tu cường đại, tu vi thời kỳ toàn thịnh chắc chắn sẽ không thua kém hắn. Chương 2363 Một trong những người hiểu rõ hắn nhất trên đời. Đại thế hiện giờ đã làm cho thiên cơ hỗn loạn, đại đạo mịt mờ, một số biến số, dị số hợp thời mà sinh. Ứng kiếp mà thành. Trong kỷ nguyên trước, hầu như không có khả năng tồn tại thiên phú dị số thiên thời địa lợi nhân hòa là điều tất yếu cũng còn cần tích lũy trong thời gian lâu dài từ trong hàng tỷ loại va chạm diễn hóa mà thành giống như người có biến số thiên phú thành tựu trong tương lai không cách nào suy diễn đánh giá được đơn giản là phá vỡ lẽ thường siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích của thiên địa bởi vậy trong mắt lão đạo nhân vương tiểu ngưu trước mặt chính là hạt giống đạo cảnh tốt trong tương lai trong nội tâm của lão đạo nhân xúc động có cảm giác rất có thể Vương Tiểu Ngưu chính là thiên mệnh chi tử hàng sinh trong kiếp đại loạn này. Có lẽ trong tương lai hắn sẽ đảm nhiệm một trọng trách quan trọng chống lại thiên ngoại, cứu vớt vạn linh bá tánh. Đúng lúc này, trên con đường làng ở phía xa xa, phụ thân Vương Nhị Ngưu của Vương Tiểu Ngưu đang thúc ngựa trở về. Những thôn dân gặp hắn ở trên đường đều nhao nhao chào hỏi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Phía sau Vương Nhị Ngưu, cố trường ca đội mũ che rộng vành lưng đeo giỏ bên trong đựng một ít dưa leo chưa bán xong hôm nay bọn hắn đi chợ hơi muộn bỏ lỡ thời điểm lượng người đi chợ đông nhất nên không thể bán hết vương nhị ngưu cũng không để ý có người giúp hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước kia chủ yếu vẫn là mấy cô nương trẻ tuổi giả vờ mua dưa cố tình đến gần cố trường ca rồi thuận tay mua một chút nhưng vương nhị ngưu vẫn cảm thấy không yên tâm hắn rất đơn thuần chỉ cảm thấy bộ dạng như vậy của cố trường ca gây ra không ít phiền toái. Bất đắc dĩ hắn phải đi mua cho cố trường ca một cái mũ che rộng vành, tạm thời che đi khuôn mặt của hắn, nhưng như vậy cũng không thể che hết bộ dáng. Vì dù có che mặt thì cũng giấu được với thân hình thon dài, cao ngất và quý khí ôn thuận bất phàm nổi bật kia. Rất nhiều cô nương đã sớm biết được tin tức ở Thanh Sơn Thôn có một vị quý tộc lưu lạc đến đây, lớn lên cực kỳ tuấn tú, giống như trích tiên hạ phàm tin tức kiểu này cứ một truyền mười mười truyền một trăm gây xôn xao khắp vùng lân cận phụ thân vương tiểu ngưu đang nói chuyện lão đạo nhân ở cổng thôn từ xa hắn đã trông thấy vương nhị ngưu đánh xe ngựa trở về lập tức hưng phấn hết lớn muốn nói tin tốt này cho phụ thân của hắn biết hiếu tâm đáng khen không tệ không tệ lão đạo nhân thấy thế cũng cười cười vuốt râu sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn càng hiểu rõ hơn về Vương Tiểu Ngưu. Đây là một tiểu gia hỏa đơn thuần, có tấm lòng son, chưa được mài dũa, là một nhân tài tốt có thể giảng dạy. Mặc dù vừa rồi một nhà trần nhã đều nghe được những gì lão đạo giảng giải thì cũng có chút nhập thần. Nhưng khi thấy Vương Nhị Ngưu trở về, hai mắt lại sáng lên. Loại tiên duyên này vô duyên với bọn hắn, nhưng nhân duyên thì có thể tranh thủ. Cố công tử Trần Nhã dùng bàn tay trắng nõn siết chặt quần áo, trông rất khẩn trương, ánh mắt mong chờ nhìn thân ảnh ở phía sau Vương Nhị Ngưu. Nhưng đúng lúc này, vị bạch y nữ tử họ Tô kia cũng nhìn về phía nơi đó theo nàng. Cái gì? Nhưng phản ứng của vị bạch y nữ tử họ Tô còn kịch liệt hơn nàng rất nhiều. Đây có phải là tiểu tử họ cố mà ngươi luôn nhắc đến không? Tại sao lại đội mũ che, thần thần bí bí, còn không cho thấy chân dung? Trần Nhã siết chặt tay, trong lòng vừa mong đợi vừa xấu hổ. Nghe câu hỏi này của phụ mẫu, nàng không khỏi suy đoán. Có thể là vì để không gây náo động và mang đến những rắc rối không cần thiết chăng. Gần đây cố công tử rất nổi danh. Sao có thể, nữ tử họ tô mặt bạch y không kìm được siết chặt hai tay. Vì dùng lực quá mạnh mà các đốt tay bị bóp đến trắng bịch. Trong lòng nàng rối loạn, quả thật khó mà tin được những gì nàng thấy trước mắt dáng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc, cho dù đội mũ che thoạt nhìn có chút tang thương chán nản nhưng khó có thể che đi ngũ quan quen thuộc. Thậm chí dáng đi cũng vô cùng quen thuộc. Có thể nói nàng là một trong những người hiểu rõ hắn nhất trên đời, theo sau hắn suốt một thời gian dài. Khuôn mặt của nàng bên dưới tấm mạng che đầy kinh ngạc và khó hiểu, lòng nàng cũng không bình tĩnh được. Cả người khẽ run, đáy mắt có chút ẩm ướt mơ hồ. Đó thực sự là hắn tại sao lại gặp nhau ở nơi này một sự trùng hợp bí ẩn hay là có chuyện bất ngờ hay là hắn vì mình mà sắp xếp một chút bất ngờ giờ phút này thậm chí nàng còn đang nghi ngờ có phải mình đang mơ hay không hết thảy mọi chuyện trước mắt đều vô cùng huyền ảo có thể sẽ tiêu tan bất cứ lúc nào cha trên đường làng vương tiểu ngưu hào hứng nên đón nóng lòng muốn báo tin vui cho cha trên mặt Vương Nhị Ngưu cũng tràn đầy ý cười, trong lòng vô cùng kích động. Dọc đường về nhà, hắn cũng đã biết được chuyện này qua miệng một số dân làng. Cũng có ngày lão Vương như hắn vậy mà thực sự có tiên duyên, có cơ hội tiếp xúc với huyển thần. Chuyện như vậy sao hắn có thể không kích động, phấn khích cho được? Nếu không có người ngoài ở đây, e rằng khó có thể tự kiềm chế mà thắp cho tiên tổ vài nén hương. Chương 2364 Cự tuyệt. Cố thúc, chốc nữa thôi là ta có thể tu tiên, trở thành thượng tiên rồi. Vương Tiểu Ngưu cũng không quên chia sẻ tin vui này với cố trường ca đang đội mũ che. Cuối cùng ngươi cũng không cần phải lãm nhảm cả ngày. Cố trường ca mỉm cười, đưa tay sờ đầu hắn. Ha ha, còn không phải là do lúc trước ta không yên lòng. Vương Tiểu Ngưu gãi gãi sau óc, không biết tại sao hắn lại không dám ngang bướng trước mặt cố trường ca lời nói và hành động đều cố gắng tỏ ra chững chạc và thành thục mặc dù cố trường ca hiền lành và dịu dàng nhưng đôi khi sẽ mang lại cho hắn một cảm giác hồi hộp và đáng sợ vương tiểu ngưu cảm thấy đây chính là sự uy nghiêm được tích lũy từ lâu theo như lời trong sách nói cho dù trên người của những người thuộc các gia tộc lớn ở trong thành hắn cũng chưa từng cảm nhận được điều đó cho nên nhiều khi hắn cũng không dám nói đùa trước mặt cố trường ca hôm nay hắn thật sự rất hào hứng và vui vẻ nên có chút đắc ý vênh váo. Đúng rồi, cố thúc, Trần Nhã tỷ tỷ lại tới nữa rồi, nàng còn mang theo cả bà mối đến đây. Vương Tiểu Ngưu trợn mắt há mồm nhảy đến trước mặt hắn, không nhịn được ghé vào tai Cố Trường Ca nói nhỏ. Ta cảm thấy Trần Nhã tỷ tỷ thực sự rất thích ngươi. Tiểu hài tử thì biết cái gì? Câm miệng cho ta. Vương Nhị Ngưu ở bên cạnh nghe thấy câu này, sắc mặt tối sầm lại, vương tay gõ nhẹ vào đầu vương tiểu ngư một cái để hắn đừng nói nhảm nữa. Dù sao, lai lịch của cố trường ca cũng vô cùng thần bí, mặc dù hiện tại hắn tạm cư ở Thanh Sơn Thôn, nhưng không ai biết khi nào hắn sẽ rời đi. Cũng không ai biết lai lịch của hắn, lại khiến cho nhiều cô nương trẻ tuổi trong làng thần hồn biên đảo, nếu không phải là hắn thì không chịu gã. Điều này khiến vương nhị ngư bất lực, chỉ có thể thở dài trong lòng hơn nữa mặc dù một nhà ba người bọn hắn đều thân thuộc với cố trường ca nhưng điều đó không có nghĩa bọn hắn có thể quyết định hôn sự của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cho cố trường ca vài ý kiến chủ khách không thể đảo ngược trần nhã có phải nàng là cô nương bán bánh hoa quế ở đầu thôn không nàng cũng không tệ là một người kỹ tính và lương thiện cố trường ca nghe vậy thần sắc lộ vẻ kinh ngạc sau đó không thể không đồng ý nói không không phải nàng khi hai phụ tử vương tiểu ngưu và vương nhị ngưu nghe thấy lời này nét mặt có chút xấu hổ và cứng đờ tỷ tỷ bán bánh hoa quế tên là hoàng tiểu du không phải trần nhã tỷ tỷ vương tiểu ngưu nhanh chóng giải thích hắn không ngờ cố trường ca lại nói sai hơn nữa những người dân làng gần đó đều nghe thấy thật mất mặt mà a à, nhớ nhầm rồi sao là bán mứt táo và mứt quả hả hay là bán đậu hũ? Cố trường ca còn ngạc nhiên hơn và tiếp tục suy đoán. Cố thúc, ngươi để tâm một chút đi. Trần Nhã tỷ tỷ là tỷ tỷ đẹp nhất thôn, chính là người thường hay đưa nước cho ngươi đó. Vương Tiểu Ngư bất lực, rất muốn che mặt mình lại, nhanh chóng giải thích với cố trường ca. Tuy hắn còn nhỏ nhưng tất cả mọi người trong thôn hắn đều biết hết, không thể nào nhận lầm người. Vậy mà, cố thúc của hắn còn không thể nhận ra được các cô nương trẻ không thể nhớ tên các nàng hóa ra là nàng không phải ta đã từng nói với nàng rằng ta không có ý định kết hôn rồi hay sao cố trường ca bừng tỉnh gật đầu ngoài cửa vương gia sắc mặt của bốn người nhà trần nhã đều có chút khó coi dù cách một đoạn nhưng bọn hắn vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên kia những người dân làng mang dáng vẻ muốn xem náo nhiệt gần đó cũng kích động muốn cười thành tiếng Tiểu Nhã, đây là người dịu dàng lễ độ lại ôn nhuận như ngọc mà ngươi nói sao? Thật đáng giận, ngay cả chuyện ngươi là ai, tên gì người ta đều không nhớ rõ. Ngươi còn muốn gả cho người ta? Trên người phụ mẫu của Trần Nhã có phong độ của người có trí thức, xuất thân từ một gia đình có học thức và tu dưỡng tốt, nhưng hiện tại cũng có chút tức giận, trên mặt hiện vẻ giận dữ. Sau khi nữ nhi của bọn hắn kể rất nhiều điều tốt đẹp về người trước mặt này thì mới có thể thuyết phục được bọn hắn. Bọn hắn không ngần ngại hạ thấp mình, đi đến vương gia để ngỏ lời cầu hôn. Nhưng chưa kịp gặp mặt, ấn tượng của bọn hắn về cố trường ca đã giảm xuống mức đóng băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Nhị Nha cũng tràn đầy vẻ tức giận, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, nói, tỷ tỷ, ngươi không thể bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Người này không biết tôn trọng ngươi, thậm chí còn không nhớ rõ ngươi là ai nàng rất tức giận lộ ra một đôi răng mèo đứng ở đó nghiến răng ken két khuôn mặt trần nhã cũng đầy bất ngờ và xấu hổ còn có một chút mất mặt hai má nóng bừng hôm nay nàng tới cửa vương gia định đích thân đến làm mai trong lòng đã tính toán kỹ mặc kệ người ngoài đối đãi thế nào cũng đều sẽ nhẹ nhàng nói chuyện nhưng không ngờ bản thân lại nghe được những lời này chỉ là bây giờ nàng nghĩ lại, trước đó lần nào nói chuyện phím với hắn, hắn cũng sẽ không nói kiểu này. Trong ấn tượng của nàng, Cố Trường Ca là một công tử nhẹ nhàng, tốt tính, nói năng ôn hòa, lễ độ, đúng mực và khiêm tốn khiến cho người ta dễ nảy sinh thiện cảm. Cố công tử hắn không phải người như vậy, hẳn là hắn cố ý nói vậy chỉ để khiến ngươi tức giận, sau đó biết khó mà lui. Trần Nhã thấp giọng giải thích với phụ mẫu lời giải thích này khiến phụ mẫu của nàng kinh ngạc cố công tử tuy nhiên lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói thầm thì khiến trần nhã giật nảy mình nàng phát hiện vị tô cô nương kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh nàng rõ ràng vừa nãy nàng còn đứng sừng sững ở trên không trung chưa đáp xuống đất đương nhiên trần nhã cũng không nhận ra sự khác thường của nữ tử mặt bạch y nàng vội vàng hành lễ nói tô cô nương chuyện này Trước cửa vương gia, lão đạo nhân đang vuốt râu mỉm cười, lúc này nụ cười trên mặt chợt đông cứng lại, sau đó cũng dần dần biến mất. Hắn nhăn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Tiên tổ, tiên tổ." Nam tử trung niên ở bên cạnh khó hiểu, không biết tiên tổ đang nghĩ gì, gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng. Nhìn theo tầm mắt của tiên tổ, nam tử trung niên nhìn thấy nam tử đội mũ che đi cùng với Vương Tiểu Ngưu. Chương 2365 công tử, đã lâu không gặp. Chẳng lẽ là có chỗ nào đặc biệt có thể khiến cho tiên tổ trở nên như vậy? Vì sao ta lại không nhìn ra được gì? Nam tử trung niên không khỏi thầm suy đoán trong lòng. Nhưng dù nhìn thế nào cũng khó nhận ra sự khác thường. Đây là một phàm nhân bình thường, không có căn cốt, không thiên phú tu hành, tất nhiên cũng không có tu vi. Mà ngay cả nữ tử họ tô mặt bạch y kia cũng xuất hiện có vẻ rất quan tâm đến nam tử đội mũ che. Giờ phút này, nam tử trung niên thậm chí còn có ảo giác rằng sắc mặt của nữ tử họ Tô có chút gì đó không ổn. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mấy vị thượng tiên này đều có vẻ mặt như vậy? Những thôn dân gần đó vẫn chưa rời đi đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Nhìn vẻ mặt của ba vị thượng tiên hoặc là ngưng trọng, hoặc là kinh ngạc, khó hiểu, bọn hắn không khỏi suy đoán. Tiểu nhã bọn hắn đều đang nhìn nam tử họ cố kia sao? Phụ mẫu của Trần Nhã cũng nhận ra, bọn hắn không nhịn được liền hỏi. Chắc là vậy. Chẳng lẽ cố công tử còn có thân phận nào khác? Giờ phút này, Trần Nhã cũng cảm thấy bối rối. Tại sao tình huống lại như vậy? Chuyện này có chút không đúng. Vương Tiểu Ngư thấy mọi người đang nhìn về phía mình, có chút đắc ý, khoe với cha, cha có thấy không, hiện tại ta rất quay phong đó nhưng Vương Nhị Ngưu không bị mù, tất nhiên hắn có thể nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía cố trường ca. Trong lòng không khỏi kinh nghi, cũng nhịn không được bắt đầu suy đoán. Cố trường ca giống như không nhìn thấy những ánh mắt này, thản nhiên bước đến, định khéo léo từ chối trần nhã. Hắn có linh cảm rằng mình sẽ không ở lại thanh sơn thôn được lâu. Cho nên việc hắn lấy vợ, sinh con và an cư lạc nghiệp ở đây là điều không thể. Nếu trải nghiệm này là một giấc mơ lớn thì đối với hắn, giấc mơ này cũng đã đến lúc tỉnh lại. Tuy nhiên, ngay khi Cố Trường Ca bước đến, định nói chuyện với Trần Nhã và giải thích ý định của mình, ánh mắt hắn không thể không chuyển sang bên cạnh. Hắn khẽ nhướng mày nhìn về phía nữ tử mặt bạch y, mở miệng hỏi, "Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?" Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều khiếp sợ. Cực kỳ khiếp sợ. Trần Nhã lại càng sững sờ tại chỗ, không ngờ cố trường ca lại nói chuyện với tô cô nương như vậy. Tất cả mọi người kể cả nàng đều biết rõ tô cô nương đẹp như tiên nữ, tuy chưa bao giờ cởi khăn che mặt để lộ chân dung, nhưng ngày thường cũng không ai dám nói với nàng như thế. Cố trường ca bắt chuyện như vậy có thể nói là rất gan dạ. Lúc này mọi người đều cảm thấy cách bắt chuyện của cố trường ca với tô cô nương cũng quá lỗi thời. Tuy nhiên, mọi người đều ngạc nhiên và sửng sốt khi tô cô nương lộ rõ vẻ kinh hãi ban đầu. Nhưng sau đó nàng lại gật đầu. Đã từng. Đã từng gặp qua. Nàng cục mắt xuống, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh trả lời. Nhưng giọng điệu của nàng hơi run, hốc mắt có chút ửng đỏ. Nàng không ngờ cố trường ca sẽ trở nên thế này. Chẳng lẽ hắn đã quên chuyện trước kia rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này? hắn gặp phải cường địch sao nhưng hắn quên đi quá khứ lại vẫn nhớ đến mình tất cả dân làng ở đây bởi vì lời nói của nữ tử họ tô đã hoàn toàn kinh sợ và đờ đẫn một nhà ba người vương tiểu ngưu đều không tin vào tai mình tự hỏi mình có nghe nhầm không sao lại có thể vương tiểu ngưu trợn to mắt tô cô nương thực sự đã gặp cố thúc đây có nghĩa là bọn hắn quen biết nhau vậy thì cố thúc thực sự không phải là một quý tộc tầm thường lưu lạc đến đây mà là một tu sĩ như tô cô nương cố công tử là một tu sĩ trần nhã sững người có hơi khó chấp nhận hiện thực này chỉ thấy ban đầu vẻ mặt lão đạo nhân kinh nghi bất định hắn không nói chuyện đối với chuyện này cũng có chút ngoài ý muốn đâu chỉ từng là tu sĩ hắn còn là một nỗi kinh hoàng của thế gian sau lưng hắn đầy hôi lạnh tay chân cũng hơi lạnh không thể tin nổi. Theo đạo lý, ở trình độ của hắn thì không thể có cảm giác như vậy. Trên thế giới này còn tồn tại thứ có thể thực sự uy hiếp được hắn. Nhưng Cố Trường Ca trước mặt lại khiến hắn kinh hãi tột độ, toàn thân run rẩy, da đầu tê dại. Lão đạo nhân không khỏi nhớ lại vô số năm trước, khi mới bước chân vào giới tu hành, đối với con đường phía trước hắn cũng sợ hãi như vậy. Giống như vực thẳm nguy hiểm, phải luôn cẩn thận. Đây rốt cuộc là ai, lão đạo nhân không dám làm gì cả, hắn không rõ Cố Trường Ca đã trải qua những gì, nhưng lại có thể rõ ràng nếu đối phương muốn giết hắn, chỉ cần duỗi một ngón tay ấn nhẹ một cái là được. Tiên tổ, nam tử trung niên ở bên cạnh cũng nuốt nước miếng, tất nhiên hắn không ngốc. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy gì trên gương mặt của tiên tổ? Đó là nỗi sợ hãi sao? Đã từng gặp rồi à? Ta đã nói mà, cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Cố Trường Ca không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, hắn nhìn vẻ mặt dao động của nữ tử mặt bạch y trước mặt, mỉm cười. Chúng ta không chỉ gặp qua thôi đâu. Nữ tử họ Tô khẽ mỉm cười một cách ôn nhu, muốn đưa tay chạm vào mặt hắn nhưng rồi lại thôi. Ta là Tô Thanh ca, công tử, đã lâu không gặp. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2366 hôm nay ta không phải tu sĩ hay tiên nhân gì nữa. Không ai ngờ bạch y nữ tử lại xưng hô với cố trường ca như thế. Vẻ mặt và ngữ khí này càng khiến bọn hắn khó có thể tưởng tượng được, đây không chỉ đơn thuần là quen biết nữa rồi. Rất nhiều thông dân xung quanh đều bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Không ít người sau khi phản ứng lại, trong đầu thậm chí đã bắt đầu liên tưởng đến rất nhiều màn yêu hận tình thù. Tên thật của tô cô nương là tô thanh ca sao? Trần Nhã là người phản ứng lại đầu tiên. Nàng không biết trước đó Tô Thanh ca và Cố Trường ca đã từng có cái gì. Nhưng nhìn sắc mặt và hành động của Tô Thanh ca, giữa hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, rất có thể quan hệ còn vô cùng thân mật. Thân là một nữ tử, nàng đã quá quen thuộc với ánh mắt và giọng điệu như vậy. Trong lòng Trần Nhã vô cùng buồn bực. Nếu như so sánh với các cô nương khác trong thôn, nàng có thể không chút do dự mà tranh đấu được. Nàng không hề cảm thấy bản thân yếu thế hơn bất cứ ai. Nhưng đứng trước Tô Thanh ca, nàng chỉ cảm thấy bản thân nàng vô cùng thấp hèn. Vô cùng nhỏ yếu. Tô Thanh ca, giờ đây, Cố Trường ca nói ra một cái tên. Hắn chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, loại quen thuộc xuất phát từ nội tâm, chỉ đơn giản là không thể nhớ rõ nhưng tựa như đã quen biết từ lâu. Giữa hai người đã từng có một quá khứ rất dài chỉ có điều hắn cũng không cố gắng để nhớ lại. Hắn cứ thuận theo tự nhiên, biết đâu đến một lúc nào đó, hắn tự nhiên sẽ nhớ được hết thảy. Cái tên này rất dễ nghe. Sau đó, Cố Trường Ca cười cười. "Đây không phải lần đầu tiên ngươi nói những lời này." Tô Thanh Ca cũng cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Cách đó không xa, lão đạo nhân đã do dự nhiều lần, giờ phút này cũng đi tới, chắp tay nói với Cố Trường Ca lão đạo ra mắt đạo huynh tuy rằng thực lực của hắn sâu không thể lường được nhưng khi ở trước mặt cố trường ca hắn cũng tự hiểu bản thân không khác gì một người bình thường cho nên không cần biết hiện tại cố trường ca đã từng trải qua cái gì hắn cũng chỉ có thể kiên trì bước lên chào hỏi miễn cho bản thân thất lễ bái kiến tiền bối nam tử trung niên thấy thế cũng đi theo phía sau tiên tổ nhà mình vội vàng hành lễ như một phản bối tuy cố trường ca thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi nhưng tổ tiên của hắn lại kính sợ như vậy hắn há lại có thể tưởng tượng có thể phỏng đoán được dân làng xung quanh đều mở to hai mắt trong mắt bọn hắn lão đạo thần bí và nam tử trung niên vô cùng cao cao tại thượng kia lại bày ra nét mặt như vậy khi đứng trước cố trường ca điều này khiến bọn hắn cảm thấy khó tin tựa như đang nằm mộng vậy về phần một nhà ba người vương tiểu ngưu cho dù vừa rồi cũng đã đoán được trong lòng cũng đã có chút chuẩn bị nhưng vẫn khiếp sợ không chịu nổi cố cố thúc thì ra thúc cũng là một tu sĩ vô cùng cường đại ta không nằm mơ đấy chứ vương tiểu ngưu cảm thấy đầu mình có chút choáng váng cũng không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không cho tới tận bây giờ tiên nhân mà hắn vẫn luôn truy cầu chính là cái người ở bên cạnh hắn lại được hắn gọi từng tiếng cố thúc phụ thân của Vương Tiểu Ngưu là Vương Nhị Ngưu, giờ đây cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Miệng há to. Trong khoảng thời gian này, Cố Trường Ca còn giúp bọn hắn làm mấy công việc đồng án, phơi dưới ánh nắng mặt trời, tràn ngập hơi thở của một cuộc sống một mạc. Hắn còn gọi Cố Trường Ca là Cố Huynh Đệ, thậm chí dưới đáy lòng còn cố ý khuyên bảo Cố Trường Ca ở lại, vậy thì sẽ không cần phải lưu lạc bốn phương nữa. Kết quả là giờ đây lại biết được vị cố huynh đệ thần bí này rất có thể là một gã tu sĩ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua những phàm nhân như bọn hắn mắt kém nên mới không nhìn ra. Trong lòng vương nhị ngưu cười khổ nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn, cũng may trong khoảng thời gian này, một nhà ba người bọn hắn chung sống rất tốt với cố trường ca. Xét từ rất nhiều hành vi và cử chỉ, cố trường ca không hề giống một tu sĩ có thể coi là hoàn toàn hòa nhập vào phàm trần giống như một người bình thường không có bất kỳ sự khác biệt nào hôm nay ta cũng không phải tu sĩ hay tiên nhân gì đó nữa đạo trưởng cần gì phải đa lễ cố trường ca lắc đầu cũng không vì thân phận của lão đạo nhân và nam tử trung niên mà cảm thấy bọn hắn khác với những thôn dân xung quanh lão đạo nhân phát ra tiếng cười khổ hắn không biết cố trường ca hiện giờ đã trải qua chuyện gì nhưng từ lời này của hắn thì cũng hiểu được, hôm nay hắn đã không còn là tu sĩ gì nữa. Điều đó không có nghĩa là trước đây hoặc sau này cố trường ca không là tu sĩ nữa. Ở nơi thôn nhỏ trong núi này, bỗng nhiên lại xuất hiện một người khủng bố như vậy, điều này làm hắn chấn kinh không thể tưởng tượng nổi, còn có một loại cảm khái. Trước khi thiên địa đại biến, hạo kiếp phủ xuống, chư thế hỗn loạn, chư thiên mênh mông này vẫn ẩn chứa rất nhiều chuyện thần bí chưa thể lý giải. Vốn dĩ hắn còn cho rằng bản thân đã đứng trên đỉnh cao, nhưng mãi hôm nay mới bỗng nhiên phát hiện, chẳng phải hắn cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi sao. Cố trường ca xuất hiện đã thật sự giúp lão đạo nhân hiểu được những điều này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chương 2367 Tiên duyên của hai đứa trẻ Bằng một loại tốc độ cực nhanh, mọi chuyện xảy ra ở Thanh Sơn Thôn đã truyền đến các vùng phụ cận. Khi biết được tin này, nhiều dân làng đã vô cùng kinh ngạc và không thể tin nổi nếu không phải có người tận mắt nhìn thấy ai mà dám tin tưởng những thứ này tiên nhân lại ở bên cạnh chính mình sao trong khoảng thời gian này những người đã từng tiếp xúc với cố trường ca đều cảm thấy chấn kinh cứ như bọn hắn đang nằm mơ vậy thậm chí có người còn nghĩ lại việc bản thân đã từng mua dưa hắn bán lúc ấy còn lên tiếng trêu chọc nói hắn lớn lên trông như vậy thì còn bán dưa làm gì không biết có bao nhiêu đại tiểu thư đang chờ rước hắn về. Bây giờ nhớ lại những việc này khiến bọn hắn vô cùng khiếp sợ, trên mặt càng hiện nụ cười khổ. Thời gian này, Thanh Sơn Thôn cũng bị phủ lên một tầng mạng che huyền bí. Nơi này liên tiếp xuất hiện nhiều người có lai lịch thần bí, vậy nên kẻ khác suy đoán liệu đây có phải nơi phong thủy tốt không hay còn cất giấu bí mật nào đó. Một ít môn phái tu hành ở phụ cận cũng từng có ý đồ tìm hiểu tin tức về không động tiên tông, mà kết quả lại làm bọn hắn hoảng sợ. Đây đúng là một thế lực vô cùng khổng lồ trải dài qua tiên vực và thượng giới. Cũng coi như mới xuất hiện những năm gần đây, nhưng thời gian thật sự mà nó đã tồn tại thì không thể tưởng tượng được. Đây không phải là cấp bậc mà bọn hắn có thể tưởng tượng hay tiếp cận được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thanh Sơn thôn chấn động, náo nhiệt cũng dần dần quay lại vẻ yên bình lúc trước. Tuy rất nhiều thôn dân đã biết được thân phận của Cố Trường Ca là bất phàm nhưng cũng không thấy hắn khác gì so với lúc trước, vẫn nên làm gì thì làm cái đó. Cuộc sống hàng ngày rất có quy tắc, lúc mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Chỉ có điều, người đưa nước, đưa cơm cho hắn lúc trước là các cô nương trẻ tuổi trong thôn giờ lại biến thành vị Tô cô nương kia. Sau khi biết được thân phận của Cố Trường Ca, tất cả các cô nương trẻ tuổi trong thôn đều không dám nhớ nhung nữa tất nhiên là bao gồm cả trần nhã cô nương bán đậu hủ ở đầu thôn thân phận giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn trong mắt các nàng hắn đã gần như ở một khoảng cách không thể vượt qua chứ còn nói gì đến ái tình chẳng qua vẫn sẽ có người ở trong bóng tối lặng lẽ nhìn trộm người trẻ chẳng biết sầu nhưng người trẻ nào lại chẳng hoài niệm thời gian thiếu thời trôi qua rất nhanh của bản thân cuối cùng rồi vương tiểu ngưu cũng bị lão đạo nhân kia dẫn đi tuy phụ mẫu của hắn không nở nhưng cũng hiểu từ đây về sau hài tử của bọn hắn sẽ trở thành một tu sĩ chân chính vậy cũng đã sánh ngang với việc thi đậu trạng nguyên vinh quy bái tổ rồi vì thế hai người cũng không muốn để vương tiểu ngưu có quá nhiều gánh nặng bọn hắn đưa tiễn với nụ cười và hy vọng giỏi theo hắn đi xa trước khi rời đi lão đạo nhân để lại cho hai phu thê không ít thứ tốt không nói sẽ khiến bọn hắn trường sinh bất lão nhưng tuổi thọ có thể kéo dài mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm mặc kệ là suy xét đến nguyên cớ từ cố trường ca hay nguyên cớ từ vương tiểu ngưu hắn đều phải làm như vậy vương tiểu ngưu vừa đi ít nhiều gì phu thê vương nhị ngưu cũng có chút không nở bởi bọn hắn không thể biết chuyến đi này vương tiểu ngưu phải tu hành bao nhiêu năm lần kế tiếp có thể gặp lại là khi nào đương nhiên ngoài phu thê vương nhị ngưu ra còn có người không nỡ để vương tiểu ngưu đi đó là tiểu nữ nhi trần gia trần nhị nha nhưng đây cũng chỉ là tiểu danh của nàng mà thôi tên thật của nàng là trần tiểu nhã tuy rằng trước khi đi vương tiểu ngưu cũng đã lặng lẽ chạy tới thăm nàng còn đem hết kiếm văn ngọc bội lão đạo nhân cho hắn tặng cho trần tiểu nhã nói rằng sau khi tu hành thành công sẽ quay lại thăm nàng mang cho nàng đồ ăn ngon Hai người tuổi cũng không lớn, tuy còn chưa đến giai đoạn mối tình đầu nhưng kỳ thật đã mơ hồ có tình cảm với nhau. Hơn nữa, Trần Tiểu Nhã cũng không nhận ngọc bội của hắn. Nàng chỉ lau nước mắt, bảo hắn hãy tu hành cho tốt, sau đó hai hài tử này trực tiếp ôm nhau khóc. Cố Trường Ca biết chuyện này, bởi vì Trần Tiểu Nhã đã chủ động tìm hắn kể lễ. Bởi vì nàng nghĩ Cố Trường Ca cũng là tu sĩ, hơn nữa mấy lão đạo nhân kia đều rất tôn kính hắn. Cho nên nàng muốn biết bản thân mình có tiên duyên hay không. Cố Trường ca không trả lời vấn đề này, ngược lại Tô Thanh ca nói cho Trần Tiểu Nhã biết, sau này nàng và Vương Tiểu Ngưu nhất định sẽ gặp lại. Mối duyên này đã sớm được định trước. Đối với Tô Thanh ca mà nói, tất cả những gì hôm nay đều chính là duyên của nàng. Nàng không biết vì sao Cố Trường ca lại trải qua những chuyện như vậy. Nhưng ông trời đã để cho nàng gặp hắn ở đây, vậy đó chính là đặc ân lớn nhất trước khi vương tiểu ngưu theo lão đạo nhân rời đi cố trường ca dọn ra khỏi vương gia đến ở cùng tô thanh ca đây đương nhiên là do tô thanh ca chủ động đề cập đến đối với cố trường ca mà nói chuyện này vô cùng tự nhiên cứ như hai người vẫn luôn gần gũi như vậy bọn hắn tuy rằng không thành thân nhưng lại giống như phu thê nhiều năm vô cùng ăn ý tô thanh ca hiểu rõ thói quen của hắn biết sở thích của hắn cho dù là độ ấm của bình trà nàng cũng hiểu rõ cố trường ca cũng quen với cuộc sống bên cạnh nàng đơn giản mà thoải mái hắn đã đào một vài miếng đất nhỏ ở ngoài sân không quá lớn nhưng đủ trồng một số loại đậu dưa trái cây và rau củ mỗi ngày đều làm việc vất vả làm cỏ tưới nước đến lúc thu hoạch hắn mượn xe đẩy của vương gia đưa đến chợ bán vì dân làng gần đó đều biết được thân phận của hắn cho nên dưa và trái cây đều đặc biệt dễ bán Chương 2368 Thời gian bình yên nhất Tô Thanh Ca cũng giống như vứt bỏ thân phận tu sĩ của mình. Nàng thay áo vải thô, đeo khăn trùng đầu, vén tóc, mỗi ngày đều vì cố trường ca mà nấu cơm, giặt giũ. Vào những lúc khí trời nóng nực, nàng sẽ đưa cho hắn nước suối trong vắt, dùng ống tay áo tỉ mỉ ôm nhu lau đi mồ hôi trên trán hắn, cẩn thận chỉnh sửa cổ áo, săn lại cổ tay áo, may quần áo và những đồ dùng thường ngày cho hắn, trời lạnh nàng sẽ đốt lò sưởi theo giày bông cho hắn vào mùa thu bầu trời một mảnh ảm đạm trong cơn gió xe lạnh cây cối ở gần đó bắt đầu rụng lá lúa vừa thu hoạch được phơi trong sân từng hạt vàng ửng khi mặt trời lặn xuống còn rắc lên đó những ánh chiều tà cô thanh ca đứng bên cạnh nhìn nàng cảm thấy mọi thứ đều phá lệ trở nên ôn nhu cố trường ca làm việc ở đó cũng vô cùng vui vẻ tuyết trên trời sắp rơi xuống khí trời dần trở lạnh đã đến mùa đông rồi thôn dân phụ cận đã quen với thân phận của cố trường ca bọn hắn cũng không vì lai lịch và thân phận tu sĩ của hắn mà trở nên câu nệ ngoài ra danh tiếng của tô thanh ca ở trong thôn cũng rất lớn vì vậy vào mùa này dân làng cũng thường mang thịt khô rượu trắng tự ủ và những thứ khác đến lúc này đây Tô Thanh Ca sẽ vui vẻ thể hiện tài nghệ nấu nướng của bản thân, cũng không hẳn là sắc hương đều hoàn hảo nhưng Cố Trường Ca cảm thấy thực phẩm và hương vị cũng không tồi. Khí trời càng ngày càng lạnh, ngay cả mặt hồ cũng đã kết thành một lớp băng. Rất nhanh, ngoài sân đã phủ đầy tuyết trắng. Cả thế gian đều biến thành một mảnh trắng xóa, vạn vật rơi vào tĩnh mịch. Trong phòng, lửa đang cháy trong lò sưởi, củi khô thỉnh thoảng kêu lốc bốc tóe ra đống lửa hai người chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ, ôm nhau ngủ. Cố trường ca nghe thấy bên ngoài tuyết rơi ở khắp mọi nơi, một ít bông tuyết bay vào theo khe hở. Hắn siết chặt chăn đắp phía trên hai người, ông Tô Thanh ca chặt hơn một chút, tiện thể vén mái tóc bóng mượt ra sau tai nàng. Tô Thanh ca tựa vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim bình thản mà có lực của hắn đập thình thịch, khóe miệng chợt mỉm cười. Giờ phút này, cả thế gian dường như chỉ còn lại hai người bọn họ từ mùa đông đến mùa xuân, ngày tháng thoi đưa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cố trường ca đứng trước đủ loại cảm ngộ trên thế gian, càng lúc càng rõ ràng thấu triệt. Hắn cảm thấy tất cả đều không thoát khỏi liên hệ với phàm trần. Tu sĩ thì thế nào, có người truy cầu đạo Pháp Thiên Thành, trường sinh cửu thị, có người lại theo đuổi trạng nguyên, những người bình thường đều nhìn phàm trần theo cách khác nhau. Cái gọi là phàm, thật ra cũng không hẳn chỉ là ý nghĩa phàm nhân mà nó chỉ một loại tâm cảnh một triết lý bình thường tu sĩ theo đuổi trường sinh cửu thị bất tử bất diệt bọn hắn bất mãn với hiện tại vì thế nên mới tranh chấp mà phàm nhân theo đuổi vinh hoa phú quý quyền thế ngập trời đây lẽ nào lại không phải là tranh chấp hai người cũng không muốn sống cuộc sống vô vị đó một nhà ba người vương tiểu ngưu tất cả thôn dân thanh sơn thôn đều là phàm nhân nhưng bọn hắn vẫn như cũ không hề tranh giành. người nghèo muốn có một cuộc sống giàu có, gia đình có thành viên đau ốm mơ ước một cuộc sống khỏe mạnh, trong khi những người đã giàu có thì theo đuổi sự viên mãn trong gia đình, con cháu đầy nhà. ngày mai, vương nhị ngưu lại vất vả canh tác, cứ mặt trời mọc sẽ làm, hoàng hôn xuống sẽ nghỉ ngơi. trong chốn hồng trần cuồng cuộn này, chim nhạn qua một mùa thu, hoa quỳnh cùng lắm cũng chỉ qua một đêm, ai mà không tranh giành trong mắt cố trường ca, hai chữ tiên phàm đã sớm thoát khỏi ý nghĩa vốn có của nó. Tiên là gì? Phàm là gì? Thiên là gì? Nhân là gì? Tiên nhân chém giết cướp đoạt, ngươi lừa ta gạt. Hay là tiên phong đạo cốt, lánh đời không tranh giành thế tục, yên lặng mà quan sát hồng trần. Nhưng tất cả những điều này đều là tiên. Phàm nhân trải qua sinh lão bệnh tử, nhìn thấp trăm năm hồng trần, siêu thoát trần tục quy ẩn đào nguyên, cũng có thể hắn chỉ là phàm nhân. Đối với cố trường ca mà nói, hai chữ tiên phàm không quan trọng đến vậy. Vốn dĩ tiên và phàm không hề có giới hạn cụ thể, người đang lên núi hay người đến từ núi đều là tiên. Bản thân tiên phàm nằm trong quy phạm nhân chi đạo, cho dù có đạt tới cảnh giới cao nhất của tiên thì cũng khó có thể thoát khỏi phạm vi này. Bởi vì có sự tồn tại của con người mới có sự tồn tại của tiên phàm cố trường ca ngộ ra rất nhiều điều dường như trong thâm tâm hắn có cảm giác nắm bắt được cái gì đó khái niệm về nhân vốn mơ hồ dần dần ngưng kết lại xuất hiện khái niệm cơ bản năm tháng như thoi đưa thấm thoát đã mấy năm trôi qua rừng cây xanh ngát xung quanh thanh sơn thôn đã bao lần đổi lá những hài tử ngày trước đều đã trưởng thành thậm chí còn có người thành thân thành gia lập nghiệp sinh con đẻ cái có những thôn dân già rồi mất đi lại có những hài nhi mới ra đời, cũng giống như hoa cỏ khô héo tàn lụi rồi tới mùa xuân sẽ lại có những mầm bút xanh non khác mọc lên. Chỉ có dáng vẻ của Cố Trường Ca và Tô Thanh Ca là vẹn nguyên như xưa, dường như năm tháng không hề lưu lại dấu ấn trên thân thể bọn hắn. Dù sao thì Tô Thanh Ca cũng là một tu sĩ cường đại, thọ nguyên ắt hẳn là lâu dài vĩnh cửu. Nhưng đối với nàng mà nói, khoảng thời gian mấy năm này cũng chỉ như một thoáng, chớp mắt là đã qua. Chương 2369 Chân Linh xảy ra vấn đề Mà mặc dù trong dáng vẻ cố trường ca giống một phàm nhân 29 tuổi nhưng dường như khái niệm thời gian không còn rõ rệt trên cơ thể hắn. Như vậy đương nhiên hắn sẽ không thực sự già đi. Chỉ là hồi trước hắn tự nhiên muốn thuận theo quy luật sinh lão bệnh tử, trẻ rồi cũng già nên mới để dáng vẻ bên ngoài của mình trở thành một ông già. Nhưng sự già đi ấy chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, sau khi hắn tuân theo tự nhiên tất cả đều quay về dáng vẻ nguyên bản của nó hắn đã sớm không có khái niệm về thời gian nữa rồi những ngày tháng ở thanh sơn thôn đã khiến hắn ngộ ra nhiều thứ cũng coi như trải qua một cuộc sống mới trải qua đủ điều trong nhân sinh trong khoảng thời gian này cố trường ca đã trải qua một cuộc sống phu phụ chân chính giống phàm nhân với tô thanh ca có thể nhìn thấu hồng trần xuân đi đông tới năm tháng trôi nhanh muôn kiểu nhân sinh đều được gói gọn trong đó. Đối với cố trường ca mà nói, điều này giống như đã đền bù được đoạn đường còn thiếu sót của hắn, đồng thời cũng giống như nhân tính nguyên bản được siêu thoát, ở một góc độ khác, đó là đang đối đãi với một bản thể khác của mình. Đây là một kiểu tái sinh mới, cũng là một dạng luân hồi khác. Có điều chúng sinh trên thế gian này quá nhiều, cố trường ca không có cách nào trải qua từng loại một. Hắn cũng coi như đã tự mình trải qua tất cả, nếu như nói hắn vốn đứng tại điểm đầu và điểm cuối của thiên chi đạo nhìn xuống chúng sinh bên dưới thì nay hắn lại giống như hóa thành phàm nhân tự mình trải qua một kiếp nhân chi đạo tất nhiên hắn chỉ đi qua đạo mà lúc trước chưa từng đi qua mà thôi cũng không đi tới điểm cuối cùng của nhân chi đạo thiên phàm không phân ranh giới thực ra cũng đều thuộc nhân chi đạo cả trải qua năm tháng dài dằng dặc ở trên núi lạnh lẽo không biết bao nhiêu năm những năm cố trường ca biến mất khỏi thượng giới. Thế cục ở nơi đó cũng đã thay đổi rất nhiều. Tồn tại cổ lão của các thế lực đạo thống lần lượt xuất thế, nắm giữ quyền hành. Điều này đồng nghĩa với việc chân chính nâng cao chiến lực của thượng giới, khiến cho những tiên vương của tiên vực đều thêm phần kính sợ. Mà dị vực bên kia lại bắt đầu xuất hiện cường giả thử giao lưu thương nghị với tiên vực, bàn xem tiếp theo nên đối phó với cục diện hỗn loạn như thế nào. Tại biên giới bên cạnh chiến trường Thương Mang, một số tiên vương trấn thủ cũng đã phát hiện ra vài chiến thuyền cổ lão tiến tới gần tiên vực. Thanh thế kinh thiên, sóng lớn rung chuyển bát phương. Vô số vũ trụ cổ lão vì vậy mà trở nên hỗn loạn, một đạo dao động giống như phong ba bão táp từ bên kia truyền tới khiến chư thế đều tan tác. Như vậy có nghĩa là người của chân giới còn lại phát hiện ra nơi đây rồi ư? Sóng biển ngập trời, tại giới Đê, một lão giả râu ria bạc trắng mình khoác bạch y dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi đứng ở nơi này người mở miệng nói chuyện là vị bạch y lão giả kia cũng chính là lão giả minh tới từ giới bi hải còn nữ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn chính là đồ đệ của hắn thẩm nhàn nhi người của chân giới còn lại chẳng lẽ là mấy người thợ sang sư tôn nói đến hồi trước thẩm nhàn nhi nghe xong thì sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên không nhịn được bèn hỏi minh lắc đầu cao mày nói, nhắc đến mới thấy, nhiều kỷ nguyên như vậy tới giờ, Sơn Hải chân giới cũng chưa từng bị người của chân giới khác phát hiện ra. Nhưng theo sự áp sát của những thợ săn trong thương mang chi hải, các chân giới còn lại cũng sẽ lần lượt lộ ra tung tích, phải chăng trong đó có sự trùng hợp? Hay là có người nào đó đổ thêm dầu vào lửa? Cũng không thể tránh việc hắn có suy đoán như vậy, dù sao thì từ phạt thiên chi chiến cho đến nay đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Trong khoảng thời gian đó cũng không có người của chân giới nào phát hiện ra tung tích của Sơn Hải chân giới, thậm chí còn chưa hề nghe nói qua, có bất kỳ cổ tu ngoại giới nào đặt chân tới Sơn Hải chân giới. Nhưng mà, cục diện hỗn loạn lại xuất hiện ở kiếp này. Bên ngoài thương mang chi hải bắt đầu có thợ săn hiện thân, bọn hắn muốn đi săn Sơn Hải chân giới, hiến tế giới này, sau đó tiếp dẫn chân giới sau lưng phủ xuống. Ngoại trừ chuyện đó ra, Hiện giờ cũng đã có vết tích của các chân giới còn lại, tựa như có ý định tiếp xúc với Sơn Hải chân giới. Điều này không khỏi khiến Minh liên hệ những chuyện này lại với nhau. Thật khó để không cho rằng đằng sau mọi chuyện không có bàn tay vô hình nào đó thâu tóm. Thẩm Nhàn Nhi đứng bên cạnh Minh, nàng vẫn thường nghe hắn nói về việc này, cho nên cũng biết rõ tình hình của Sơn Hải chân giới. Lúc này nàng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sư Tôn theo như người nói thì phải chăng có một loại khả năng. Thật ra từ thời đại xa xôi kia tới thời kỳ này, vị chân linh bảo vệ Sơn Hải chân giới kia vẫn chưa từng biến mất. Mà kỳ thực, hắn vẫn luôn ở trong bóng tối, âm thầm che chở cho Sơn Hải chân giới. Nhưng đến đời này thì vị chân linh kia đã xảy ra vấn đề, không cách nào tiếp tục bảo vệ Sơn Hải chân giới được nữa, nàng vừa nói ra phán đoán này, ngay lập tức đã khiến sắc mặt của Minh khẽ thay đổi sau đó hắn nhíu chặt mày lại. Đúng là có khả năng đó. Hắn lầm bầm, cùng lúc đó con ngươi cũng ánh lên vô số kim quang. Giống như muốn đâm xuyên vạn cổ mà tới. Nếu suy nghĩ thì sẽ thấy chuyện này quả thật là cũng có liên quan. Phải chăng, những tồn tại cổ lão không ngừng sống lại kia là do vị chân linh đại nhân kia phái đến suốt mấy năm nay? Chương 2370 Tâm linh chi lực xem ra thực sự xảy ra chuyện rồi ánh mắt minh tối sầm lại không vì đoán được ra vị chân linh đại nhân kia chưa từng chết đi mà cảm thấy mừng rỡ không ngờ ở khu vực này vẫn còn một phương chân giới khác tồn tại có điều dường như đó chỉ là chân giới mới ra đời đã sớm không còn được chân linh bảo vệ khí tức đã bại lộ trong thương mang chi hải xem ra phán đoán của trọc u đại nhân không hề sai lúc này bên trong thương mang chi hải một chiếc cổ chiến thuyền toàn thân xanh biếc xuất hiện. Nó xé toạt sóng lớn bàn bạc, lướt nhanh ở trong đó, tiến về phía sơn hải chân giới rồi hạ xuống. Chiếc cổ chiến thuyền này vô cùng to lớn, tựa như đang chở theo chư thiên tinh đấu mà đi. Thân thuyền màu xanh biếc, tràn đầy vẻ cổ lão, còn được đúc bằng vàng rồng hiếm thấy, dăng đầy thần quan đáng sợ. Xen lẫn trong đó là hỗn độn khí li ti rủ xuống, nhìn giống như sương mù bao phủ, dày đặc như muốn đè nén vạn cổ. Trên chiếc cổ chiến thuyền, từng đạo thân ảnh mơ hồ đứng sừng sững, ai nấy đều mặc áo giáp, võ trang đầy đủ, ngay cả mặt cũng bị che lấp, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn vô cùng lãnh khốc. Bọn hắn dùng mật ngữ cổ lão để giao tiếp với nhau, tâm tình giống như có gì đó hưng phấn, còn có một loại kích động như phát hiện ra sinh mạng mới lạ được thai nén Ta có thể ngửi thấy khí tức tiên đạo ở tân sinh chân giới. Nơi đây từng tồn tại tiên đạo hỏa chủng. Có lẽ vẫn còn lưu lại vật chất chân thực, chúng ta có thể phân tích bổ sung thêm nguyên vật chất. Mất đi sự bảo hộ của chân linh cũng đồng nghĩa với việc nơi đây chắc chắn đã xảy ra phạt thiên chi chiến. Những thân ảnh mơ hồ đang dùng mật ngữ cổ lão để trao đổi, trong đôi mắt lóe lên quang mang. Trong ánh mắt của bọn hắn có một loại chờ mong và hưng phấn bị đè nén giống như đói khát đã lâu bỗng nhìn thấy một mảnh thổ địa phì nhiêu tràn ngập sinh cơ bên trên chiếc cổ chiến thuyền trật tự thần quang đang xen một số nơi còn khắc phù văn cổ xưa thần bí hỗn độn khí mênh mông nồng đậm rũ xuống như sương mù lướt nhanh trong thương mang chi hải không lệch khỏi quỹ đạo ban đầu nhưng nếu nhìn vào bên trong thân của cổ chuyến thuyền thì sẽ phát hiện một cảnh tượng bất đồng một số vật liệu lộ ra oánh quang được đúc từ loại vật liệu hoàn toàn khác Màn ảnh trong suốt, chiếu rọi vào hư không. Một thân ảnh ngồi ngay ngắn giữa thân thuyền, toàn thân như chảy xuôi một chất lỏng màu bạc sáng chói. Khuôn mặt bọn hắn trắng tinh, chỉ có đôi mắt, không có lỗ mũi, lỗ tai hay các ngũ quan khác. Một số bộ phận của cơ thể lóe lên một chút ánh sáng nhạt, giống như một loại sinh mệnh nào đó sống ở vĩ độ cao. Những thân ảnh này đều tràn ngập vi áp kinh tâm và đáng sợ thậm chí một số thân ảnh xung quanh còn có lôi quang, hỏa diễm, tinh vân. Tràn ngập các loại vật chất chân thực, không phải do ngưng luyện trật tự pháp tắc mà thành. Tất nhiên, bọn hắn mới là chủ nhân của cổ chiến thuyền. Những kẻ mặt giáp trụ che kín cả khuôn mặt lẫn cơ thể phía ngoài kia đều là nô bộc của bọn hắn. Bên trong thương mang chi hải với diện tích vô cùng rộng lớn, không có giới hạn đã thai nén ra vô số nền văn minh và truyền thừa một số nền văn minh còn kéo dài vô tận năm tháng phát triển thịnh vượng cho dù ở thời điểm hiện tại cũng không thấy suy kiệt hay tàn lụi mà một số nền văn minh lại thoáng qua như lưu tinh ngắn ngủi chiếu sáng trên bầu trời đêm sâu thẳm phù dung sớm nở tối tàn không còn thấy dấu vết vô số năm tháng đến nay một trong những nền văn minh cường đại nhất trong thương mang chính là tiên đạo văn minh Tuy đã từng xuất hiện một số nền văn minh cường đại cổ lão có thể so sánh với tiên đạo văn minh. Nhưng nó lại chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hỏa diễm văn minh nhanh chóng bị dập tắt, không thể truyền thừa mãi mãi như tiên đạo văn minh. Chiếc cổ chiến thuyền hiện tại này đến từ một phương chân giới xa xôi. Chỉ có điều vào thời gian đầu, phương chân giới này không thai nén ra tiên đạo văn minh. Mà thay vào đó nó từng bước đi sâu vào nghiên cứu lực lượng sinh mệnh thần bí trong quá trình diễn hóa sinh mệnh từ đó ra đời một lực lượng có đẳng cấp cao hơn được bọn hắn gọi là tâm linh chi lực không giống như tiên đạo văn minh nền văn minh này khai thác lực lượng tâm linh nghiên cứu linh hồn và tinh thần có thể ở một hình thức nào đó đã đạt tới trình độ bất tử bất diệt ký thác linh hồn vào các loại vật chất khác nhau tồn tại và cộng sinh cùng vật chất đương nhiên loại lực lượng này cũng có hạn chế của nó chỉ có thể dựa vào ngoại vật không thể thật sự tự bất tử cho nên sau này bọn hắn chiến đấu với một số tiên đạo văn minh cấp thấp kết hợp với một số lực lượng tiên đạo văn minh trải qua sự diễn hóa của nhiều kỷ nguyên bọn hắn đã tự xưng là tiên linh văn minh ở một khía cạnh nào đó mà nói thật ra tiên linh văn minh cũng thuộc tiên đạo văn minh có thể coi là nhất mạch chi nhánh ở trong đó mà cho tới nay, ở chân giới của bọn hắn vẫn được gọi là tiên linh chân giới. Không nói đến được xếp vào hàng đầu trong chân giới mênh mông, nhưng chắc chắn là một chân giới cổ lão tiến tâm lừng lẫy, đảng sinh nhiều sinh linh có cấp độ đạo cảnh. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2371 Tai họa sắp ập xuống Đối với chúng ta mà nói, Chân giới mất đi sự bảo hộ của chân linh cũng đồng nghĩa với việc nơi đây có thể mang lại cho ta vô số tài phú từ nguồn tài nguyên dồi dào và ranh giới mênh mông kia. Có lẽ vẫn còn sót lại tàn dư tiên đạo, nếu chiếm lĩnh thành công, ta có thể thăng lên cấp cao hơn. Một kẻ có thân hình vô cùng yếu điệu, trong con ngươi lập lòe thân ảnh hình người lóe lên u quan nhàn nhạt. Hắn đang nhìn vào hình ảnh hiện ra trong hư không, nói chuyện một mình bằng ngôn ngữ khó hiểu nếu trọc u đại nhân có thể chiếm lĩnh phương tân sinh chân giới này thành công thì có thể tiến hành quá trình lột xác tâm linh lần thứ tư ký thác linh hồn vào bản nguyên vật chất ngưng luyện vị cách thứ tư bằng cách này cổ tu hư đạo cảnh kiếp thứ tư có thể so sánh với tiên đạo văn minh khi đó chúng ta sẽ nắm chắc không ít phần thắng trong các cuộc chinh chiến ở chân giới mang cấp độ cổ lão những đạo thân ảnh còn lại ở xung quanh thân ảnh kia nghe vậy trong mắt cũng lóe lên tia hưng phấn nhàn nhạt, đồng tình nói. Bọn hắn vô cùng tôn kính thân ảnh nữ tính gọi là Trọc U này. Tuy Tiên Linh Văn Minh được kết hợp và dựa trên sự truyền thừa, kết tinh của nhiều tiên đạo văn minh, nhưng trong mắt của bọn hắn, rõ ràng cấp độ của bọn hắn đã vượt qua Tiên Linh Văn Minh. Rất ít và hiếm có cổ tu hư đạo cảnh nào có thể vượt qua Thiên Suy kiếp lần thứ tư bên trong Tiên Đạo Văn Minh vô số kỷ nguyên trôi qua cũng chỉ đản sinh ra mấy tôn mà thôi giống như những người ở tân sinh chân giới dù đã trải qua rất nhiều trắc trở nhưng vẫn không thể tìm được một vị tu sĩ nào có thể đặt chân vào con đường siêu thoát hơn nữa trong chuyện này còn cần yếu tố vận khí rất lớn không thể dựa vào thiên phú tích lũy mà thành mà trong tiên linh văn minh lại có thể kết tinh tâm linh bản nguyên thông qua các biện pháp khác nhau từ những thế hệ đồng lứa truyền thừa xuống để thực hiện một ý định bất hủ nào đó. Khi lực lượng tâm linh của thế hệ trước khô kiệt, hậu bối sẽ ngưng luyện kết tinh bản nguyên. Chỉ cần ký thác lực lượng tâm linh lên tâm linh bản nguyên thì có thể hoàn toàn tiếp nhận được lực lượng tiền bối truyền thừa đến. Phụ truyền tử, tử truyền tôn, đời đời con cháu vô cùng tận cùng. Thông qua phương thức như vậy, tuy tiên linh văn minh đảng sinh muộn nhưng lại có được lực lượng kinh khủng không thể xem nhẹ sau lưng của thân ảnh được gọi là trọc u này có cả một tộc quần cổ lão cường đại chống lưng bọn hắn đã đi sâu vào phân tích tiên đạo văn minh ngưng luyện bản nguyên vật chất pháp tắc vật chất ký thác lực lượng tâm linh vào phía trên bản nguyên vật chất để được lột xác thật sự bọn hắn còn đi du hành tới các thế giới khác nhau tới các chân giới còn sót lại trên chiến trường sau khi trải qua lượng kiếp ngưng luyện vật chất chân thực tiến hành lột xác ở cấp độ cao hơn một số chân giới tiên đạo văn minh còn tồn tại tiên đạo hỏa chủng trong các tiên đạo hỏa chủng này còn có những tàn lưu gần giống với vật chất chân thực được bọn hắn gọi là nguyên vật chất ý là vật chất khởi nguyên của vạn vật vật chất khởi nguyên của vạn vật vô cùng thần bí có thể diễn hóa vạn vật trên thế gian chọc thủng thiên địa vũ trụ huyền hoàng hỗn độn luân hồi ngay cả hiện tại tiên linh văn minh cũng chưa giải thích rõ được lai lịch của nguyên vật chất Bọn hắn chỉ biết một số chân giới đã thai ngán ra tiên đạo văn minh đó, khả năng cao sẽ xuất hiện. Cổ chiến thuyền ầm ầm phi tới, tựa như bàn nhiên sơn mạch, nghiền áp mênh mông, tiến thẳng tới sơn hải chân giới. Ở một phương hướng khác, cũng có một chiếc cổ chiến thuyền đang phi nhanh như cắt, chỉ có điều chất liệu của chiếc cổ chiến thuyền này có vẻ tan thương tàn tạ hơn. Một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững bên trên. Giống với nhân tộc nhưng mi tâm lại có đường nét cổ xưa hắn chính là một trong những thợ săn đến từ linh khư chân giới. Sự tồn tại đáng sợ mang tên bạch cốt tổ vương, dường như hôm nay vẫn ảm đạm bất động, lẳng lặng ngồi xếp bằng trên thân tàu. Thương mang vũ khí mênh mông quét qua tứ phương, giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Sắp tới rồi, sắp tới rồi, có lẽ chúng ta sắp tiếp đón một vị cố sĩ hàng lâm. Ta có thể cảm nhận được khí tức tân sinh này những sinh linh ở linh khư chân giới đều cảm nhận khí tức của sơn hải chân giới đang đến gần thanh âm đều ẩn ẩn kích động cứ như bọn hắn đã ẩn nấp ngủ yên vô số năm tháng chỉ chực chờ giây phút này hắc ám thủy triều không ngừng tràn ra va và vào giới đê trên chiến trường thương mang không ngừng chấn động toàn bộ ranh giới cuối chân trời dần trở nên mơ hồ rất nhiều vật chất giống như bọt biển không ngừng chồng chất lên nhau cổ bi thế này không khỏi làm người ta sợ run Tần suất của hắc ám thủy triều càng lúc càng tăng nhanh, cũng không biết còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Sắc mặt của La Vương và một đám tiên vương đang trấn thủ ở bên bờ thương mang chi hải đều ngưng động. Thân ảnh bọn hắn đứng sừng sững trên ngựa chiến, có thể thấy được một cổ thủy triều kinh khủng đang ùn ùn ập đến từ phía bên kia, vô biên vô hạn, khiến cho toàn bộ thiên địa đều chấn động. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu không có giới đê giảm sóc và ngăn cản Liệu Tiên vực có thể chịu được trùng kích này hay không? Chỉ sợ sẽ vỡ nát trong tích tắc, hóa thành bụi phấn bay đầy trời. Chương 2372. Vẫn chưa đủ. Nguyệt Vương, bên nàng có tin tức không? Chẳng phải nàng vẫn luôn liên lạc với vị đại nhân kia sao? Nhưng sao đột nhiên những năm gần đây vị đại nhân ấy lại bốc hơi khỏi nhân gian? Tâm trạng của các vị tiên vương đều rất nặng nề. Hạo Kiếp bao trùm bầu không khí giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người, khiến bọn hắn hoảng sợ và áp lực. Bọn hắn đã cố gắng liên lạc với Cố Trường Ca để báo cáo những chuyện này, nhưng lại phát hiện Cố Trường Ca bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Ngay cả một vị tiên vương ở tiên vực là Nguyệt Vương có quan hệ tương đối gần gũi với Cố Trường Ca cũng không biết gì về về chuyện này. Cũng không biết Cố Trường Ca đã đi đâu điều này làm cho bọn hắn có chút suy đoán không tốt có phải cố trường ca đã rời khỏi tiên vực từ bỏ cái thế giới này giống như một số đế tộc chi tổ dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng phát hiện những người có quan hệ thân cận với cố trường ca đều bắt đầu mai danh ẩn tích mặc kệ là thần quốc ở thượng giới hay thiên đình của tiên vực đều mang lại cho người ta một loại cảm giác bình yên và trang nghiêm cảm giác không có bao nhiêu người qua lại chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt Ta vừa nhận được tin báo, một số tộc quần đang xem xét đến việc di tản. Một vị tiên vương cổ lão trầm giọng lên tiếng, không mấy lạc quan về tình hình tương lai. Nhất là khi cố trường ca, chỗ dựa duy nhất mà bọn hắn xem trọng lại biến mất ngay lúc này, khiến bọn hắn càng sợ hãi và lo lắng bất an. Ngoài ra, một số tồn tại cổ lão được phục sinh đã bắt đầu nắm quyền kiểm soát ở các nơi khác nhau. Sau đó còn truyền ra thông tin cho rằng bọn hắn đang có ý định mở đường hầm ở ngoại vực để tiện di chuyển. Đương nhiên, bọn hắn coi Cố Trường Ca là chỗ dựa cũng bởi vì Cố Trường Ca có thực lực cường đại, thâm sâu khó lường. Hy vọng sau khi Hạo Kiếp buông xuống hắn sẽ chống lại tất cả. Nhưng thực hiển nhiên, với tính cách của Cố Trường Ca sẽ càng giống kiểu, mọi chuyện của thương sinh trên đời này đều không liên quan gì tới hắn. Nhưng dù là như vậy, bọn hắn cũng đâu còn biện pháp nào khác ngoài việc đặt hy vọng lên người cố trường ca. Tuy nhiên, thời điểm trong lòng các vị tiên vương đang triểu nặng thì bỗng nhiên ở bên kia giới đê lại có hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Một vị bạch y lão giả dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi đang đi tới bên này. Lúc trước có mấy vị tiền bối xuyên qua giới đê. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt la vương ngưng động, thân ảnh hắn biến mất khỏi lô cốt của chiến trường, tiến đến nghênh đón mấy vị tiên vương còn lại cũng nhao nhao hiện thân. Ngoại trừ cố trường ca ra thì hiếm có kẻ nào có thể mang theo người vượt qua được giới đê. Tu vi của vị bạch y lão giả mà bọn hắn đang bái kiến hiện tại ít nhất cũng là chuẩn tiên đế trở lên, bọn hắn không thể không tôn kính. Bạch y lão giả minh mang theo thẩm nhà nhi từ bên kia giới đê đi tới. Hắn đã sớm biết có rất nhiều tiên vương trấn thủ bên này, luôn luôn chú ý tới tình huống bên ngoài thương mang chi hải. La Vương và các vị tiên vương khác đều ra đón tiếp hắn, cung kính hành lễ, xưng hô tiền bối. Minh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để giới thiệu lai lịch của mình mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi về tình hình của tiên vực ở hiện tại và kế sách ứng phó. Trong khoảng thời gian hắn mang theo đồ đệ thẩm nhàn nhi của mình ra bên ngoài giới đê. Hắn luôn cảm giác được một luồng dao động bên ngoài thương mang chi hải nên muốn xác định xem cấp độ của đám thợ săn hàng lâm xuống đây ra sao nhưng minh cũng không ngờ nơi đây còn xuất hiện những dấu vết của các chân giới khác ngoại trừ đám thợ săn ra còn có những sinh linh từ các chân giới khác sắp hàng lâm tới nếu đội ngũ của hai phe đều không có ý tốt thì quả thực sẽ là một tai họa kinh hoàng đối với sơn hải chân giới chẳng qua đối mặt với vấn đề này vẻ mặt của đám người la vương đều hiển lộ một chút ngượng ngùng và xấu hổ một số người cũng lộ ra vẻ khổ sở lắc đầu thở dài Tiên vực có thể có kế sách ứng phó gì sao? Ngoại trừ để bọn hắn trấn thủ ở đây, chú ý tới tình huống ở bên ngoài chiến trường thương mang thì có thể nói là chẳng còn gì cả. Trong khoảng thời gian này, ngay cả Cố Trường Ca cũng mai danh ẩn tích, không thể tìm được tung tích của hắn, khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi, có phải Cố Trường Ca đã rời khỏi Tiên vực để bọn hắn tự sinh tự diệt hay không? Sau khi nghe xong những chuyện này, ánh mắt Minh có chút phức tạp hắn không ngờ tình thế của tiên vực ở hiện tại lại gây go như vậy. Nhưng theo như lời nói của đám người La Vương lúc nãy, ngoài những vị tiên vương trấn thủ nơi đây thì thực tế, trong tiên vực hiện tại vẫn còn rất nhiều tồn tại cổ lão đang hồi phục. Những tồn tại cổ lão này nắm quyền quản lý đạo thống và khắp phương vũ trụ, thực lực đều thâm sâu khó lường. Bọn hắn còn nghi ngờ, tu vi của những tồn tại cổ lão đó đã vượt qua tiên vương, thậm chí có thể đạt tới chuẩn tiên đế chẳng qua đối với Minh. Như vậy vẫn chưa đủ. Chương 2373. Tìm tới Cố gia. Có lẽ trong mắt Tiên Vương, chuẩn tiên đế chính là tồn tại vô địch, có thể quan sát chúng sinh, dễ dàng định đoạt tính mạng và sinh tử của bọn hắn. Nhưng Minh là kẻ đã trải qua phạt thiên chi chiến nên hiểu rất rõ. Chuẩn tiên đế vốn chưa đạt tới cao nhất của tiên cảnh, chỉ cách tiên đế cũng không xa làm sao có thể là đối thủ của những cổ tu đạo cảnh kia. Cho dù chỉ là một cổ tu vừa chạm tới cánh cửa đạo cảnh thì chỉ cần một ý niệm hay một ánh mắt cũng đủ để mạc sát chuẩn tiên đế vô số lần. Lần này, trong số những thợ săn hàng lâm xuống sơn hải chân giới chắc chắn có tồn tại một kẻ có tu vi đạo cảnh. Giống như hắn, dù đã tích lũy vô số năm tháng ở nơi đây nhưng phải khó khăn lắm mới chạm tới được cánh cửa đầu tiên của đạo cảnh còn chưa hoàn toàn vượt qua thiên suy kiếp thứ nhất. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không rõ ngọn nguồn, không biết bản thân có thể chống lại những tên thợ săn kia không. Cho nên hắn cần tìm một người có thể kề vai sát cánh, cùng hắn chiến đấu trong khoảng thời gian này. Tình huống này gây go rồi. Chân linh đại nhân cũng xuất hiện vấn đề, mà nhìn ma chủ lại không đáng tin cậy, không biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Minh thở dài một tiếng, với tư cách là đại nhân vật cùng thời đại với chân linh sơn hải chân giới hắn đã trải qua phạt thiên chi chiến lần thứ nhất biết được cuộc chiến ấy bi thảm và tàn khốc đến cỡ nào đương nhiên hắn cũng biết sự tồn tại của chân linh cố thanh y thuộc sơn hải chân giới nhưng ban đầu ở đại chiến phạt thiên lần thứ hai hắn đã ngã xuống giữa chiến trường phạt thiên còn về những chuyện đã xảy ra trong hậu thế thật ra hắn cũng không biết rõ Minh cũng chỉ dựa vào một số ghi chép của hậu thế và lời đồn đại được các tu sĩ truyền miệng mới mơ hồ suy diễn ra. Hắn chưa từng nhìn thấy hình dáng thật của Ma chủ, nhưng biết rõ chính vì sự tồn tại của hắn mà Sơn Hải chân giới phải trải qua lần lượng kiếp thứ hai. Theo góc nhìn của Minh, tất cả những gì xảy ra trong Cấm Kỵ Kỷ Nguyên không thể nào tối tăm như những gì chúng sinh đã chứng kiến. Chắc chắn còn có ẩn tình khác. Trong khoảng thời gian này, trong những tồn tại cổ lão đang khôi phục, xác thực có một số người đã chết trong kỷ nguyên trước đó. Ngay cả bản thân hắn cũng vậy. Bọn hắn có thể sống lại. Đây là đang phản chiếu sang đương thời từ một kỷ nguyên khác, rồi phục sinh lại trong đương thời sau. Dù là trong mắt của Minh ở hiện tại thì chuyện này gần như không có khả năng hoàn thành. Sau những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, lại kéo dài qua vô số kỷ nguyên, làm sao có thể phản chiếu được đến đương thời mà trong thời đại này lại có rất nhiều cường giả và sinh linh căn bản không có khả năng thực hiện được tự mình khôi phục toàn bộ cổ sử theo minh rất có thể những người đã chết lúc trước kia chỉ dùng một loại phương thức khác để bước vào luân hồi rồi quay trở lại còn tại sao hắn lại suy đoán như vậy bởi vì lúc trước sơn hải chân giới chưa từng bị cổ tu phát hiện cũng chưa từng bị những chân giới còn lại xâm lấn nói rõ ra trong đoạn thời gian ấy, Sơn Hải chân giới đang được bảo hộ bởi các chân linh. Chỉ có trong khoảng thời gian chân linh xuất hiện vấn đề, làm cho Sơn Hải chân giới bị các chân giới còn lại ở bên ngoài Thương Mang Chi Hải chú ý tới. Mà việc này rất có thể là mưu đồ đã được lên kế hoạch từ lâu. Sau đó, Minh dẫn đám người La Vương đi đến chiến trường Thương Mang, để bọn hắn không cần tiếp tục trấn giữ ở nơi này nữa. Nếu như thợ săn hàng lâm ở bên ngoài chiến trường thương mang thì bọn hắn ở lại đây cũng vô dụng, ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Khi đã đạt đến cấp độ nhất định, cho dù cách xa vô tận không gian và vũ trụ, cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của những kẻ đồng cấp. Một khi sinh linh hàng lâm ở bên ngoài thương mang chi hải, chư thế đều có thể phát giác và cảm nhận được, loại khí tức đó cũng đủ để khiến chúng sinh điên cùng hỗn loạn. Sau khi trở lại tiên vực, minh cũng không đi gặp các đạo thống còn lại mà dẫn theo thẩm nhàn nhi tới cố gia hắn biết rõ quan hệ của thẩm nhàn nhi với cố trường ca cũng biết rằng hiện tại thẩm nhàn nhi cũng được coi là đường muội của cố trường ca đương nhiên nguyên nhân chủ yếu minh tới đây là muốn tìm người đồng hành thương nghị đại kế nội tình của trường sinh cố gia thâm sâu khó lường không thể tưởng tượng được đã tồn tại trước lần lượng kiếp thứ nhất ở sơn hải chân giới mà cái vị tiên tổ đã lập nên cố gia cũng là một nhân vật khủng bố có tu vi thâm sâu khó đoán theo minh tìm cố gia thương nghị đối sách là biện pháp duy nhất ở thời điểm hiện tại la vương và những vị tiên vương khác vốn hoang mang lo sợ không biết theo nên ra sách lược thế nào suy nghĩ một hồi bọn hắn đều quyết định đi theo minh bọn hắn cũng không biết vì sao minh lại đi tới trường sinh cố gia thậm chí còn không biết rõ lai lịch của minh Ngược lại, một số người cũng suy đoán, có phải Minh cũng là một vị tiên tổ của trường sinh cố gia. Xét cho cùng từ trước đến nay, cố gia vẫn luôn thần bí, cũng chẳng hỏi đến thế sự. Cho dù lúc trước tiên vực băng liệt, tiên vương dị vực ồ ạt xâm nhập, trường sinh cố gia cũng không quản nhiều. Hơn nữa, ngay cả cố trường ca cũng từng là tộc nhân của cố gia, từng là thiếu chủ của cố gia. Chương 2374 Kế hoạch của nghịch trần nhất cử nhất động của minh làm cho đám tiên vương suy đoán sôi nổi liên tưởng đến rất nhiều khả năng mà nay trong tiên vực mọi nhất cử nhất động của tiên vương đều liên lụy đến vô số sinh linh và tu sĩ thời điểm đám người la vương rời khỏi chiến trường thương mang các thế lực đạo thống đều chú ý tới bọn hắn thực sự rất ngạc nhiên không biết vì sao đám người la vương lại đi về hướng trường sinh cố gia rất nhiều thế lực đạo thống nghi hoặc cho một số người đi theo phía sau, muốn tìm hiểu đến tận cùng. Một số tồn tại cổ lão được phục sinh, sau khi suy nghĩ một hồi cũng hóa thành một đạo pháp thân bay theo. Vào lúc ấy, thần quan sáng ngời khắp vũ trụ, các đạo pháp thân cường đại vụt qua tinh vực, cùng nhau bay về phía cố gia. Giữa lãnh địa hải tộc thuộc tiên vực, tam thái tử của long tộc là Ngao Đằng, vừa nhận được tin tức đã dẫn Ngao Linh đi theo. Cho tới nay, hắn vẫn luôn muốn đích thân đi gặp cố trường ca để hỏi thăm một số chuyện. Dù sao lúc trước phụ thân hắn vô cùng tôn sùng và bội phục nhân vật trí cường này nên đã lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong trong nội tâm hắn. Ngao đằng càng không tin cố trường ca lại là một ma đầu gieo tai họa cho chư thiên. Đương nhiên, còn có một vấn đề rất lớn vì Ngao đằng cảm thấy những biến hóa của Sơn Hải chân giới ở hiện tại có liên quan tới kiếp trước của cố trường ca có lẽ cố trường ca biết được chân tướng của những sự việc này. Ở bên này hải tộc, không ít tiên vương đã bắt đầu có động tĩnh, làm kinh động khắp nơi, lần thứ hai nhất lên đợt thủy triều ở toàn bộ tiên vực, nghịch trần đã hoàn toàn đoạt xá được rất nhiều chân tiên của vương gia, hắn đang ngồi xếp bằng trong động phủ, diễn hóa ra một phương tinh vực mênh mông cùng cùng phía sau. Giống như thác nước không ngừng chảy xuôi. Trên đỉnh đầu có chín chén thanh đồng cổ đăng nhỏ đang lơ lửng, đang xen vào nhau như thần quan bất diệt, củng cố thực hồn đang trôi nổi bất định bên trong nghịch trần. Ánh mắt của hắn sáng quắc, hiện tại vẫn không thèm bận tâm đến sự tình ở ngoại giới, chuyên tâm tu hành thiên phú cổ thuật, dự định đoạt xá sơn hải chân giới. Nếu hiện tại sơn hải chân giới không có gốc rễ thì quả là thời cơ thích hợp để hắn đoạt xá. Trước đó nghịch trần đã lên kế hoạch rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp này, do quá trình nguy hiểm cho nên trước khi nghịch trần bắt đầu đoạt xá, hắn còn phải sắp xếp những việc khác. Dù sao hiện giờ ở bên trong Sơn Hải chân giới có rất nhiều cường giả, một khi bị bọn hắn phát hiện ra điều dị thường. Như vậy, tất cả kế hoạch của hắn cho tới nay đều đổ sông đổ bể, tan thành mây khói. Với thiên phú tổ thuật của nghịch minh nhất tộc, ta có thể dễ dàng đoạt xá mọi thứ, bây giờ ta đã là thiếu chủ của vương gia, vừa vặn có thể dùng thân phận truyền nhân của chân linh để hành tẩu thiên hạ. Ánh mắt của nghịch trần lóe lên, trong nội tâm đã sớm có kế hoạch. Hắn biết rõ, chắn chắc chân linh ở Sơn Hải chân giới này đã gặp vấn đề, nếu không thì không có khả năng để khí tức ở Sơn Hải chân giới thoát ra, giật tán trong thương mang, hấp dẫn vô số thợ săn. Mà sự xuất hiện của hắn vừa vặn có thể giải quyết được chuyện này. Lúc trước hắn đã đoạt xá thành công một phương tinh vực, Tuy nó còn lâu mới bằng Sơn Hải Chân Giới nhưng đã nhiễm một số khí tức bản nguyên của Sơn Hải Chân Giới. Bằng cách này, hoàn toàn có thể lấy giả tráo thật. Mà đến lúc đó, với tư cách là truyền nhân của Chân Linh Sơn Hải Chân Giới, hắn chỉ cần thủ tiêu mọi thứ, trở thành tân Chân Linh, liền có thể kịp thời cứu vớt Sơn Hải Chân Giới. Dù có người nghi ngờ thân phận của hắn là thật hay giả thì cũng không quan trọng, trước sinh tử tồn vong Ai còn chú ý tới những thứ này. Trước khi giả làm truyền nhân của Sơn Hải Chân Giới, ta nhất định phải nhanh chóng đột phá tu vi lên chuẩn Tiên Vương, thậm chí là cấp độ cao nhất, như vậy cũng có thể giảm bớt sự nghi kỵ và suy đoán của một số người. Trong ánh mắt nghịch trần tràn đầy giả tâm, có ý định tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Trước khi hắn đoạt xá Vương Vô Thương, bản thân Vương Vô Thương còn chưa đột phá tới chân Tiên cảnh, đây là chuyện mà các tộc trong Tiên vực đều biết mà trong mấy chục năm ngắn ngủi hắn đã đột phá thành công đến chuẩn tiên vương thậm chí là cấp độ tiên vương gây chấn động khắp nơi đương nhiên cũng phá vỡ kỷ lục xuyên suốt từ xưa đến nay khi đó thân phận truyền nhân chân linh ở sơn hải chân giới của hắn sẽ càng vững chắc đối với bên ngoài nghịch trần sẽ công bố rằng hắn đã chiếm được chân linh di thạch của sơn hải chân giới và mới đột phá trong một lần hành động mà ở một bên khác trong phù diêm cảnh rất nhiều tiên cung di tộc đều đã hội tụ tới đây trong khoảng thời gian này, coi vô quy thành như một căn cứ mới. Các phương thế lực đều đang đổ xô đến trường sinh cố gia, hẳn là sắp xảy ra đại sự. Mọi người nhận được tin tức này từ sầm sương ở ngoại giới, cũng đang thương nghị. Cho dù sầm sương vẫn có địch ý rất lớn với cố trường ca, nhưng cũng quyết định đích thân đi tới trường sinh cố gia một chuyến với đám người dịch thúc. Ngoài ra thượng giới và một số tộc quần đạo thống ở dị vực cũng xuất hiện các đạo pháp thân vĩ đại, cao vạn trường, sừng sững trong tinh không. Cuối cùng những thân ảnh bất hủ thần minh cũng hóa thành thần quang, lướt nhanh qua vũ trụ, hướng về phía Trường Sinh Cố gia. Toàn bộ sơn hải chân giới xôn xao, lúc này vũ trụ và cổ giới cũng không yên bình, bởi vì chuyện này mà bầu không khí trở nên trầm lắng dị thường. Chương 2375 Nhân vật từ thời đại thần thoại tiên thiên. Toàn bộ tiên vực đều an động, bất kể là tu vi gì, cũng đều có thể cảm nhận được cơn chấn động này. Từng đợt pháp thân xuyên qua vũ trụ, tiến đến lãnh địa Cố gia ở tiên vực. Tuy nhiên, từ mấy năm trước, Cố gia ở tiên vực đã chuyển đi, tất cả tộc nhân đều tụ tập ở thượng giới. Cho nên các gia tộc khác xông tới đây cũng không thấy bất kỳ bóng dáng nào, xoay người xuyên qua không gian đi đến thượng giới cũng trong thời gian này ở trên thượng giới đã xảy ra dị tượng rất nhiều tộc nhân cố gia cảm nhận được một luồng khí tức cường đại từ ngoại vực xông vào dị tượng kinh người đã xảy ra chuyện gì sao lại có nhiều cường giả đến gia tộc của chúng ta như vậy các tộc nhân canh giữ trước sơn môn đều chấn động vội vàng đi bẩm báo minh mang theo thẩm nhàn nhi xuất hiện bên ngoài sơn môn nhưng không mạnh mẽ xông vào hắn đến là có chủ đích nên đương nhiên không thể đắc tội cố gia đây là nơi ở của gia tộc tỷ tỷ sao trong lòng thẩm nhà nghi có chút kinh ngạc bị sự rộng lớn và cảnh sắc tráng lệ làm cho kinh ngạc tộc đàn đáng để sư tôn của nàng phải coi trọng kiên nể truyền thừa đã từ lâu đời thực lực sâu không lường được lại nói nàng cũng giống tiên nhi đều mang trong mình dòng máu của cố gia ngoại trừ việc trước đây nàng được sinh ra ở thiên lan giới đây cũng là lần đầu tiên thẩm nhàn nhi đến tộc địa của cố gia tận mắt nhìn thấy quả thật khiến cho lòng người kinh sợ đây chính là tộc địa của cố gia sao hôm nay nhìn thấy quả thật khắp mọi nơi đều vô cùng huyền diệu la vương và các vị tiên vương tiên vực khác cũng giật mình lúc đầu có chút không hiểu tại sao minh lại đến cố gia giờ ngẫm lại mới phát hiện ra có nhiều chi tiết nhỏ rất khác thường cho dù bọn hắn là tiên vương nhưng cũng không dám làm càng ở trước mặt cố gia cổ khí tức này giống như một dòng sông lớn cuồn cuộn tụ lại phía trên đầu chiếu rọi trời cao nơi này giống một tiểu thế giới tách biệt với thế giới cũng không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới có lẽ ngày nay cố gia vẫn còn cất giấu một nhân vật tuyệt thế vị tiền bối này là trên bầu trời một đạo thần quan hạ xuống tồn tại cổ lão hiện ra chân thân mở lời hỏi thăm thân phận của minh chỉ có điều đám người la vương cũng chỉ lắc đầu không nói gì không biết lai lịch của minh ra sao nơi đây tụ tập rất nhiều nhân vật có người còn bị vây trong sương mù hỗn độn mơ hồ thực lực vượt qua cả tiên vương chính là những nhân vật đương thời vừa mới hồi sinh mà đương theo đại đạo sáng rực người của hải tộc cũng đã tới nơi đứng đầu chính là tam hoàng tử long tộc ngao đằng minh đại thống lĩnh thoáng nhìn đã nhận ra minh đứng ở sơn môn cố gia cả người chấn động có chút khó tin minh thống lĩnh đi theo sau ngao đằng là ngao linh đôi mắt nàng mở to nghẹn ngào nói là những nhân vật của thời đại thần thoại tiên thiên có thể nói là thời đại cách biệt với mọi người trên thế giới cho dù là tiên cung di tộc ở hắc ám kỷ nguyên cũng không biết đến sự tồn tại của bọn hắn nhìn thấy cảnh này rất nhiều tồn tại cổ lão ở đây đều đã nhìn qua chỉ là Số lượng cường giả trong hải tộc cũng khá lớn, thậm chí có một số còn vượt qua cả tồn tại tiên vương. Bọn hắn là những nhân vật từ thời đại thần thoại tiên thiên, hai người đó là người thừa kế của thủy tổ Long, Lai Lịch Kinh Thiên. Có một vị đã biến thành lão giả, giọng nói có hơi chấn động, giải thích với mọi người xung quanh. Hắn là một con cá chết từ bên trong giếng cạn biến thành, đã từng hóa thành chân long, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có một chút ký ức truyền thừa nên biết được lai lịch của ngao đằng và ngao linh lời này vừa nói ra rất nhiều thân ảnh cổ lão xung quanh đều thất thanh kinh ngạc không nói nên lời thời đại tiên thiên thần thoại là kỷ nguyên xa xôi đến mức nào có thể bắt nguồn từ thời thiên địa sơ khai khi hỗn độn chưa bị chia cắt những nhân vật của thời đại đó vẫn còn tồn tại trên thế gian chuyện này sao có thể không kinh ngạc cho được nghe thấy phía sau thất thanh minh cũng quay người lại ánh mắt quét qua sau đó dừng lại trên người ngao đằng và ngao linh tam hoàng tử long tộc trên mặt hắn hiện lên một chút kinh ngạc không ngờ lại gặp lại người quen cũ ở chỗ này hắn đã từng gặp người trước mặt rất nhiều lần đó là những năm trước khi xảy ra tai họa đầu tiên từ đó đến nay đã bao lâu rồi hắn không nhớ rõ nhưng hắn vẫn có thể gặp lại cố nhân ngao đằng bái kiến minh thống lĩnh không ngờ rằng minh thống lĩnh vẫn còn sống thật tốt quá mặc dù ngao đằng là tam hoàng tử long tộc nhưng hắn không hề kiêu ngạo và tôn trọng minh người đã từng chỉ huy đại quân phạt thiên ngao linh cũng hành lễ ánh mắt chuyển động nhìn sang thẩm nhàn nhi sau đó liền sửng sốt sao bộ dạng này lại có chút giống với cái người kiệt xuất lúc trước có điều cũng chỉ hơi giống mà thôi chung quy thần sắc cũng không giống chẳng lẽ là vị đại nhân kia chuyển thế ngao linh không biết sự xuất hiện của thẩm nhàn nhi cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể suy đoán như thế. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 2376 Nửa bước đạo cảnh Sự xuất hiện của Ngao Đằng khiến Minh nở nụ cười rất tươi, theo vai vế mà nói thì hắn lớn hơn Ngao Đằng, nên có thể nói hắn người già nhất trong đám người này. Lúc trước, hắn còn chỉ huy đại quân Phạt Thiên. Lâu ngày như vậy mà còn có thể gặp lại nhau lần nữa, điều này khiến hắn có hơi bất ngờ và vui mừng còn ngao đằng lại càng vui mừng hơn vốn dĩ hắn cho rằng vị thống lĩnh này đã chết trong phạt thiên chi chiến cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn vẫn còn sống tốt tu vi lại sâu không lường được nói như thế liệu những nhân vật mạnh nhất của long tộc đã ngã xuống liệu có phải cũng có khả năng vẫn còn sống hay không giống như phụ thân và ca ca đã nói trước đây ngay khi ngao đằng Minh và những người khác ôm lại chuyện xưa, mấy đạo lưu quan từ trên trời chiếu xuống, tiên cung di tộc cũng chạy đến. Sầm sương đi theo bên người dịch thúc, bình tĩnh quan sát tình hình thay đổi. Ngày càng có nhiều thân ảnh tụ tập bên ngoài tộc địa cố gia, nhưng tất cả đều đợi ở đây cùng Minh, không tùy ý bước vào. Cho dù đã vượt qua tiên vương. Chủng tiên đế ở đây cũng cảm thấy hồi hộp và sợ hãi, biết rằng không thể coi thường cố gia, Gia tộc này nội tình sâu không lường được. Giờ phút này, vị tiên tổ đã tạo ra cố gia nhất mạch ở thế giới thực cũng đứng chắp tay bên ngoài nhà thờ tổ. Mấy vị lão tổ đến bẩm báo, kính cẩn đứng trước mặt hắn. Nhiều người đến cố gia ta như vậy, là muốn tới tìm lão phu nghĩ biện pháp sao? À, thật ra cũng có cách. Tiên tổ cố gia thân mặc áo đen, chân thân giống như được bao phủ trong hắc ám. Hắn lắc đầu, bật ra một tràng cười không thể phân biệt được đó là tiếng cười trào phúng hay kinh bỉ. Thực ra, hắn đã suy nghĩ về những gì cố trường ca nói trước đây, việc thành lập phạt thiên minh không phải chỉ nói một hai câu là được. Những năm gần đây, hắn cũng không hạ quyết tâm, mà vẫn còn đang cân nhắc, cho nên không hồi âm cố trường ca. Trong khoảng thời gian này, cố trường ca như thể bốc hơi biến mất khỏi nhân gian. Hắn cũng không biết cố trường ca ở đâu. Có rất nhiều chuyện cho dù muốn thảo luận cũng không có cách nào chỉ có thể đè xuống tiên tổ cố gia đứng trước mặt hắn lắc đầu cười khổ không biết nên đáp lại như thế nào tiên tổ không cho những người đó bước vào nơi này cho nên cũng không thể trả lời bọn hắn một cách thuyết phục sư tôn đây là cảnh lớn mà người muốn cho ta xem hay sao bên ngoài sơn môn cố gia một đạo kiếm quan rơi xuống hóa thành hai thân ảnh người trẻ tuổi có đôi mắt sắc sảo khí phách hiên ngang trong khi lão giả mặc đạo bào trông có vẻ tả tơi nhưng lại có rất nhiều chỗ mang theo khí thế cường đại vô cùng kinh người có lẽ hôm nay sẽ xảy ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp ở ngay tại đây đạo bào lão giả cười ha hả lắc đầu ánh mắt quét qua rất nhiều thân ảnh ở trước mặt tuy nhiên ngoài minh ra không ai có thể thu hút được sự chú ý của hắn nửa bước đạo cảnh lúc này Minh cũng chú ý đến đạo bào lão giả, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ vẫn còn có một vị cường giả thâm tàn bất lộ như vậy, xem như đã bước được nửa bước vào ngưỡng cửa siêu thoát. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây hẳn là người mạnh nhất sinh sau vô số năm ở Sơn Hải chân giới, vượt qua tiên đế, bước chân vào đạo cảnh. Bên ngoài thanh sơn thôn, thời tiết dần trở nên lạnh hơn, lại là mùa lá rụng khiến người khác lạnh rung trên mặt hồ phẳng lặng nổi lên vài gợn sóng, vài chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào bóng dáng xinh đẹp đang vừa giặt y phục vừa kéo tay áo của hắn. Nàng đặt y phục xuống, lấy những chiếc lá khô rơi trên lọn tóc, cổ tay có vẻ hơi đau, sau khi động đậy lại tiếp tục giặt y phục. Cố trường ca đang mặc bộ áo gai một mạc. Lặng lẽ nhìn cảnh này. Tình cờ có một chiếc lá rơi xuống, hắn đưa tay ra bắt lấy nó. Lại đến mùa thu, hắn nhìn những đường gân lá rõ ràng khẽ lắc đầu xuân đi thu đến ngày này qua ngày khác tuần này qua tuần khác vòng đi vòng lại hắn không thể nhớ rõ mình đã ở thanh sơn thôn bao nhiêu năm những hài tử kia đã lập gia đình từ lâu cũng đã có hài tử luôn rồi các cô nương ngưỡng mộ hắn đã lấy chồng có gia đình hòa thuận cuộc sống hạnh phúc thiếu nữ một mực chờ vương tiểu ngư ở ngoài cổng thôn đã sớm lớn lên nàng duyên dáng yêu kiều từ chối cuộc hôn nhân mà phụ mẫu đã an bài cho. Nhưng người nàng luôn chờ đợi lại không bao giờ trở về. Nàng thừa kế quán đậu hũ của tỷ tỷ mình ở cổng thanh sơn thôn, làm ăn rất tốt và đã trở thành tây thi đậu phụ mới. Tỷ tỷ trần nhã của nàng đã kết hôn cách đây vài năm và dọn đến một tòa thành khác. Phu quân là một thư sinh chất phát lương thiện, nay đã có một trai một gái, phu thê hòa thuận. Nhìn những thay đổi này, đôi khi cố trường ca tự hỏi tại sao hắn và tô thanh ca lại không có hài tử mà dường như đây cũng là điều tô thanh ca tiếc nuối thiên địa đang thay đổi cố trường ca cô động nhiều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không một gợn mây chỉ vì mùa thu bầu trời đã nhuộm một màu vàng nhạt sau khi giặt sạch y phục và phơi khô tô thanh ca trở lại nhìn vẻ mặt như có hơi say mê của cố trường ca nàng không khỏi mỉm cười Chương 2377. Đáng yêu vậy sao không tự mình sinh một đứa? Bầu trời có gì đẹp mà xem? Tô Thanh Ca bước đến nắm lấy cánh tay của Cố Trường Ca. Thực ra, nàng có thể cảm thấy rằng trong khoảng thời gian này Cố Trường Ca đã thay đổi. Hắn như đang trải qua một cuộc sống mà hắn chưa từng có trước đây, cảm nhận được hơi thở của một người phàm. Đôi khi, Cố Trường Ca sẽ lặng lẽ nhìn lên đỉnh núi theo dõi những thay đổi của toàn bộ thanh sơn thôn mà vừa nhìn liền qua mấy tháng nếu như không biết rõ thân phận của hắn tô thanh ca sẽ lo hắn xảy vấn đề thực ra tô thanh ca cũng từng lo lắng về việc nếu cố trường ca kết thúc trải nghiệm này thì liệu hắn có giống như trước kia bỏ rơi nàng một lần nữa hay không đối với nàng mà nói tất cả những chuyện này sẽ biến thành một niềm vui trống rỗng sau khi tỉnh mộng bên người lại trống vắng nếu đã như vậy nàng hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn kéo dài không tỉnh lại bầu trời không có gì đẹp đẽ ta chỉ đang tìm kiếm điểm tận cùng của nó cố trường ca lắc đầu vén vài sợi tóc rơi trên vành tai nàng đối với hắn nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì hắn đã tỉnh lâu rồi hắn biết mình đang làm gì và mục đích của hắn là gì chỉ là trong tiềm thức hắn muốn những chuyện này kéo dài thêm một chút chuyện thiên địa thay đổi đã xảy ra từ lâu Mặc dù Cố Trường Ca không bao giờ nhìn nhận bất cứ điều gì một cách nghiêm túc, nhưng đối với hắn, những điều này không cần phải nhìn nhận. Một số chuyện có bắt đầu và kết thúc, có bắt đầu tự nhiên sẽ có kết thúc. Theo quan điểm của Cố Trường Ca bây giờ, kết thúc này không hề đột ngột, nó tự nhiên sẽ xảy ra. Điểm tận cùng ở chỗ đó sao? Tô Thanh Ca nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng theo trình độ tu vi của hắn, cũng chỉ nhìn thấy một chút tinh vực muốn xem đến tận cùng, nói dễ như vậy sao? Đạo vốn vô biên. Sao có thể nhìn thấy tận cùng? Nhìn thấy Tô Thanh ca nghiêm túc dường như vẫn luôn nhìn mình, Cố Trường ca không khỏi mỉm cười. Đạo vốn vô biên, vậy thì sao cứ phải khổ sở theo đuổi đến tận cùng? Tô Thanh ca phục hồi tinh thần quay đầu nhìn hắn, nàng sớm đã không còn theo đuổi tu vi và đạo giáo, những năm này sống ở đây với Cố Trường ca đối với nàng mà nói là đã rất mãn nguyện rồi cho dù có chết ngay bây giờ nàng cũng không còn gì luyến tiếc vậy nên tô thanh ca không thể hiểu được sự cố chấp của cố trường ca đối với điểm tận cùng chính vì đạo vô biên cho nên mới theo đuổi đến tận cùng khi nghe những lời này cố trường ca chỉ mỉm cười nhìn những chiếc lá rơi rồi nói gió nổi lên rồi khí trời lại trở lạnh nói xong Hắn cởi áo khoác và nhẹ nhàng khoác lên người Tô Thanh Ca. "Ta không lạnh chút nào." Tô Thanh Ca nắm chặt cánh tay của hắn, vùi đầu vào ngực hắn, chớp chớp mắt. "Tiểu hài tử trong thôn thật đáng yêu." Cố Trường Ca khẽ lắc đầu, mỉm cười. "Đáng yêu, vậy sao không tự mình sinh một đứa?" "Đi, về nhà thôi." Vẻ mặt của Tô Thanh Ca hơi ửng hồng, có chút nóng, mặc kệ trời vẫn còn sớm liền kéo hắn trở về thực ra tô thanh ca biết cố trường ca người đang đứng trước mặt nàng đã kết thúc đoạn trải nghiệm mà đối với nàng lại đẹp như mơ này bây giờ hắn đang đứng ở trên cao quan sát vô số sinh linh sự tồn tại của hắn giống như một vị thần với tu vi hiện giờ của cố trường ca nếu muốn hài tử trên cơ bản là không có khả năng đối với hắn kỳ thật cũng không muốn có con nối giỏi cái này càng giống như một loại phiền toái bản thân tô thanh ca cũng biết tuy nhiên trong lòng vẫn có một tia hy vọng có lẽ đối với nàng đây càng giống như một loại ký thác đến bây giờ nàng không còn mong muốn nào khác chỉ cảm thấy cuộc sống yên bình như vậy đặc biệt tốt đẹp cho dù chưa thế bị hủy diệt vạn cổ quy khư nàng cũng không thèm để ý từ rất nhiều năm trước nàng đã lặng lẽ trở về hạ giới một lần để thăm phụ thân nàng sau khi rời khỏi hạ giới không lâu phụ thân nàng liền nạp tân phòng đã sớm có con nối giỏi. Có lẽ trong mắt hắn. Sau khi nữ nhi rời khỏi hạ giới thì khả năng là cả đời này cũng sẽ không trở về nữa. Cho nên cũng liền cưới một người mới, khai chi tán diệp, về sau cũng có con nối giỏi, có thể kế thừa cơ nghiệp thiên cổ của Thái Huyền Thánh địa. Tô Thanh Ca không hiện thân đoàn tụ cùng phụ thân, nàng chỉ lưu lại một ít đang dược ở trong cung điện. Sau đó nàng tới cơ gia thăm mẫu thân nàng về phần muội muội cơ thanh huyên hai người sớm đã trở mặt không còn ôn nhu như lúc trước hiện giờ cơ thanh huyên nắm đại quyền trong tay nghiễm nhiên trở thành nữ vương thư thái một phương có thể nói cuộc sống rất vui vẻ đối với tô thanh ca mọi chuyện đều có công đạo nàng cũng không có gì tiếc nuối vốn dĩ nàng ẩn cư ở thanh sơn thôn cũng chỉ là muốn cô tịch một mình chết già ở đây mà cố trường ca lại xuất hiện ngoài ý muốn xem như bù đắp cho sự tiếc nuối và kỳ vọng cuối cùng của nàng ở phương diện nào đó. Nàng cũng không có gì phải tiếc nuối và luyến tiếc. Chương 2378 Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Nửa tháng sau, tầng tầng rừng rậm tẩn nhiễm. Gió thu lạnh lẽo, cố trường ca nhìn màn trời nhuộm màu hào quang, ngàn vạn suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn đã sớm tỉnh lại, kỳ thật cũng không tính là tỉnh lại, chỉ giống như kết thúc đoạn kinh nghiệm này sớm hơn. Thế gian đủ loại, hồng trần cuồn cuộn, nhân sinh muôn hình vạn trạng, chấm dứt hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Đạo vô sự, mà đường có hết, trong thời gian ngắn ngủi này, tất nhiên hắn không có khả năng thực sự lĩnh ngộ nhân chi đạo sao cho thấu triệt. Chỉ là để hắn có một nhận thức sâu sắc hơn đối với con đường này. Cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là thiên. Duyên hoa tẩy tẩn, tẩn về hồng trần quá trình này cố trường ca tình nguyện gọi nó là quy nhân chứ không phải là quy phàm mà quá trình này cũng tương đương như gieo một hạt giống nhân đạo ở trong lòng hắn có lẽ hạt giống này còn chưa nảy mầm nhưng cố trường ca có dự cảm đây sẽ là một cơ hội lớn cho hắn một cơ hội thực sự để biến số siêu thoát ngươi muốn theo ta rời khỏi nơi này không dừng suy nghĩ cố trường ca thu hồi ánh mắt tùy ý mở miệng hắn không có khả năng ở lại thanh sơn thôn đúng như lời nói ban đầu hắn chỉ coi đây là một đoạn hành trình mới ngắn ngủi một đoạn luân hồi mới có bắt đầu đương nhiên sẽ có kết thúc tô thanh ca xuất hiện sau lưng hắn nhẹ nhàng lắc đầu ta vẫn muốn ở lại chỗ này ta đã chán ghét tu hành giới không muốn lại trải qua những chuyện trước kia cố trường ca cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nếu ngay từ đầu tô thanh ca đã lựa chọn quy ẩn ở đây thì chắc chắn là có nguyên nhân của nàng hắn tôn trọng sự lựa chọn của nàng sẽ không buộc nàng phải đi theo mình trong khoảng thời gian ngoài ý muốn xuất hiện ở chỗ này gặp lại nàng cũng là ngoài ý muốn ngay cả cố trường ca cũng không thể không cảm khái mệnh số trùng hợp trong bóng tối sớm đã có định trước loại chuyện liên quan đến bản thân này cho dù là ngay từ đầu cố trường ca muốn thôi diễn cũng không nhất định có thể thôi diễn mà tô thanh ca hiển nhiên liên quan rất nhiều đến hắn nếu như mạnh mẽ thôi diễn tương lai giao thoa giữa nàng và mình rất có thể sẽ phản vệ vào trên người nàng đến lúc đó cũng không chỉ đơn giản là hình thần câu diệt vạn kiếp bất phục như vậy có phải kế tiếp toàn bộ thế gian sẽ gặp phải đón một hồi hạo kiếp khó có thể tưởng tượng hay không tô thanh ca hỏi không có nói nhiều về đề tài chia tay này cố trường ca gật gật đầu rồi lại lắc đầu đối với chúng sinh mà nói đây quả thật là một hồi hạo kiếp nhưng đối với hắn thì cũng là cơ hội chỉnh hợp toàn bộ sơn hải chân giới. Ở bên ngoài thương mang thai ngén sinh ra vô số văn minh, hiện giờ chúng ta tu hành tiên đạo văn minh thì cũng chỉ là một loại, như tiên vực và thượng giới cũng chỉ là một chi trong thế giới tiên đạo văn minh ở thương mang. Mỗi ngày đều có rất nhiều nền văn minh sinh ra hay bị tiêu tán, tranh đoạt vĩnh viễn là chủ đề bất biến. Thậm chí là mỗi ngày, chư thế đều đang tranh đoạt, huống chi là trong văn minh ở thương mang. Có thể nói trận hạo kiếp này là một văn minh khác, vì muốn kéo dài mà muốn cướp đoạt công chiếm đối với tiên vực. Hắn nói ngắn gọn, tùy ý giải thích tình hình của Sơn Hải chân giới hiện nay. Tô Thanh Ca có chút hiểu có chút không hiểu gật đầu. Tuy rằng nàng ẩn cư ở Thanh Sơn Thôn, nhưng đối với những rung chuyển bên ngoài, nàng vẫn có chút hiểu biết. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ là chuẩn đế cảnh, khoảng cách đến kẻ thành đạo còn rất xa xôi, trong trận hạo kiếp này nàng có thể làm gì đây? Đối với cảnh giới, nàng cũng không còn theo đuổi nữa. Nhưng không thể không nói, bởi vì có quan hệ mật thiết với cố trường ca. Trong bóng tối, cho dù nàng chưa từng tu hành cũng có phúc trạch khí vận chi lực nồng đậm giáng xuống, giúp nàng tăng trưởng tu vi. Kỳ thật, những đại thần thông giả kia còn cảm thụ càng rõ ràng hơn nàng. Từ xưa đến nay, cường giả dựa vào đạo thống cường đại, thế lực cường đại đều có rất nhiều chỗ tốt. Một ít tiên thiên thần linh thời cổ đại có được một ít thần phó thuộc hạ, được bảo vệ cùng phúc trạch. Hôm nay ta không giúp được cái gì cho ngươi, việc duy nhất ta có thể làm chính là không gây thêm phiền phức cho ngươi. Tiên vực, sơn hải chân giới cùng với những thứ mênh mông này, cách ta quá xa xôi. Vả lại ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường bên trong chúng sinh. Nếu không phải ngươi dẫn ta đi tới thượng giới, có lẽ ta cũng đã gặp bình cảnh đến cuối đời hóa thành xương khô có lẽ hiện tại ta cũng chỉ có thể thay ngươi cầu phúc ở chỗ này đem chỗ ngươi từng ở quét sạch sẽ chờ một ngày nào đó nếu ngươi mệt mỏi hoặc là muốn nghỉ ngơi thì có thể trở về ngủ một giấc thật ngon ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi tô thanh ca nhẹ giọng mở miệng trên mặt lộ ra ý cười cố trường ca cũng cười cười đưa tay chạm vào trên mặt nàng sau đó gật đầu Hắn rời khỏi Thanh Sơn thôn, vẫn mặc bộ quần áo vải lanh thô. Đây là Tô Thanh ca tự tay may trong những năm gần đây. Tuy rằng không hoa lệ tinh xảo nhưng mỗi một mũi khâu đều xuất phát từ tay nàng. Cố Trường ca cũng không muốn cô phụ lòng tốt của nàng. Chương 2379. Liên quan gì đến ta? Trong tộc địa Cố gia, tổ tiên Cố gia một thân hắc bào, không thể không ra mặt. Càng về phía sau, những cường giả từ các nơi chạy tới ngày càng nhiều còn có không ít sinh linh cổ lão từ dị vực chạy tới mộ khí rất nặng nghiễm nhiên sống không được bao lâu chư vị đến cố gia ta rốt cuộc là có mục đích gì tổ tiên cố gia tên là cố vô vọng tuy rằng cả người đều được bọc trong hát bào không lộ ra chân dung nhưng không ai dám khinh thường hắn biết rõ còn cố hỏi ánh mắt quét qua tất cả người tới vị tổ tiên cố gia này thực lực thật sự rất khủng bố. Lão giả mặt đạo bào rách nát, biểu tình thận trọng hẳn lên, vừa rồi nhìn thấy tổ tiên cố gia lộ diện, trong lòng hắn trực tiếp nhảy dựng, suýt nửa kinh hô ra tiếng. Thân là nhân vật nửa bước đạo cảnh, hắn tự xưng là vô địch đương đại, gần như không tìm thấy đối thủ. Nhưng hôm nay lại liên tiếp bị chấn động. Ngoại trừ tên minh thâm sâu khó lường, hiện tại lại có thêm một tổ tiên cố gia điều này làm cho đạo bào lão giả không khỏi nghĩ đến nam tử trẻ tuổi nhìn thấy ở thanh sơn thôn lúc trước nếu như hắn không nhớ lầm hình như nam tử đó cũng mang họ cố chẳng lẽ nam tử trẻ tuổi kia cũng đến từ cố gia này giờ phút này ngay cả minh cũng thế biểu tình vô cùng nghiêm túc hắn có thể cảm giác được thực lực tổ tiên cố gia cường đại tuyệt đối vượt xa hắn trước mắt hắn đang ở ngưỡng cửa đạo cảnh thứ nhất còn chưa vượt qua thiên suy kiếp lần đầu tiên. Mà tổ tiên cố gia ít nhất cũng là nhân vật đã vượt qua thiên suy kiếp vài lần, điều này làm cho trong lòng Minh cảm thấy lẫm liệt, cực kỳ rung động. Nếu như không phải trong bóng tối đột nhiên có chút tâm huyết dân trào, để cho hắn chạy tới cố gia hỏi về tung tích của cố trường ca. Chỉ sợ hắn còn không biết, trong cố gia còn có một nhân vật khủng bố như vậy. E rằng đây là người mạnh nhất còn sót lại ở Sơn Hải chân giới. Các tu sĩ còn lại chưa chạm đến ngưỡng cửa đạo cảnh, còn không thể cảm giác được sự cường đại của tổ tiên Cố gia. Tuy nhiên từ thái độ cùng vẻ mặt của Minh thì có thể thấy, vị tổ tiên Cố gia này tuyệt đối không phải hạng người đơn giản. Bọn hắn cũng không dám bất kính, cho dù là một đám tiên cung di tộc, tự xưng là tiên vực chính thống, bây giờ cũng không dám nhiều lời, đều lặng lặng đứng ở phía sau vị dịch thúc kia, chờ đợi thời cuộc biến hóa chúng ta tới đây là muốn tìm tiền bối cùng nhau thương nghị phương pháp phá vỡ cục diện hạo kiếp bên ngoài thương mang sắp tới. Nếu như không ứng phó, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ sơn hải chân giới đều sẽ bị hủy. Trước mặt tổ tiên cố gia, mình không thể không lấy danh xưng vãn bối, bởi vì lai lịch tổ tiên cố gia tuyệt đối xa vượt hắn, còn sống lâu hơn so với hắn, phương pháp phá cục. Tổ tiên cố gia nghe vậy chỉ cười một tiếng, tay áo vung lên lão phu cũng không có phương pháp phá cục gì có phải các ngươi tìm nhầm người không lão phu chỉ muốn bảo toàn cơ nghiệp cố gia sơn hải bị diệt cả đời thương sinh có liên quan gì tới ta lời này khiến cho sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi minh lại càng khó có thể tin không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy tiền bối tổ chim bị phá trứng không thể lành nếu như sơn hải chân giới bị hiến tế thì cố gia cũng không cách nào may mắn thoát khỏi Ngao đằng mở miệng, ý đồ khuyên bảo vị tổ tiên cố gia này. Lúc này, Sơn Hải chân giới mà không đoàn kết nhất trí cùng kháng ngoại địch thì chỉ có kết cục bị hiến tế. Tu vi tổ tiên cố gia sâu không lường được, nếu như có hắn tương trợ. Như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng sẽ có rất nhiều cơ hội. Lông mày các cường giả và đạo thống còn lại cũng đều nhíu lên, cảm giác sự tình trở nên vô cùng khó giải quyết cho dù các thế lực đạo thống có cừu hận lúc trước hiện giờ cũng đã tận giải hiềm khích trước kia bây giờ đang bàn bạc làm thế nào giải quyết kiếp nạn lần này nếu như không giải quyết kiếp nạn lần này như vậy bọn hắn cùng với đạo thống phía sau bọn hắn đều sẽ bị diệt từ đó trở thành lịch sử đó không phải là những gì họ muốn nhìn thấy tiền bối mặc dù mạnh nhưng thật sự cảm thấy có thể dựa vào lực lượng của mình bảo vệ nhất tộc sao những thợ săn bên ngoài thương mang sớm đã chuẩn bị tới mức được ăn cả ngã về không? Lạc Nhan Khê mở miệng, thân là chuẩn tiên đế, bây giờ tự nhiên cũng ở trong đám người. Nàng tự mình trải qua kiếp nạn quê nhà bị tàn phá, càng có thể hiểu được, dưới tình huống như vậy đoàn kết nhất trí, so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Cho nên nàng cũng đang khuyên nhủ tổ tiên cố gia. Càng hiểu rõ việc cố trường ca đã làm trong khoảng thời gian này. Nàng càng có thể hiểu được dụng ý của cố trường ca. Sơn Hải chân giới là thế giới sau khi nàng sau khi luân hồi tỉnh lại, Lạc Nhan Khê cũng không muốn thấy nó giống cố hương của mình, cứ như vậy rơi vào tan vỡ, vĩnh viễn quy khâm. Lúc trước rất nhiều người đều cảm thấy thân phận bất đồng nên không dễ mở miệng, nhưng giờ phút này ai cũng đều nhao nhao mở miệng, ý đồ khuyên bảo vị tổ tiên cố gia này. Đây chính là một cao thủ sâu không lường được, không biết đạt tới cảnh giới nào. Chương 2380 Tương lai tàn khốc trong đám người tiên cung di tộc, nam tử áo bạc được đám người sầm sương gọi là dịch thúc, cũng đang mở miệng, chấp tay khuyên nhủ. Tiền bối, chuyện này rất lớn, liên quan đến toàn bộ sơn hải chân giới, sinh cơ minh mông vạn linh, mong tiền bối nhân từ xuất thủ tương trợ. Cố gia tuy mạnh, nội tình không thể đo lường nhưng chỉ có hạo kiếp này, nếu khó chống cự vậy toàn bộ sơn hải chân giới đều sẽ bị hiến tế, nào còn có chỗ cho cố gia, hắn từng là đại thống lĩnh tiên cung, thống trị vô số thiên binh thiên tướng. Thọ mệnh kéo dài, tu vi cường đại. Sau khi chết mà sống lại, tu vi đã vượt qua thời điểm đỉnh phong trước kia, nhưng khoảng cách tới đạo cảnh vẫn là rất xa xôi. Lời này không cần phải nói nhiều, lão phu còn hiểu rõ sự tình hơn các ngươi. Hảo kiếp tàn khốc, tuyệt không phải khả năng các ngươi có thể tưởng tượng, không muốn cả tộc bị diệt cùng sơn hải chân giới thì các ngươi liền sớm rời đi. Tổ tiên cố gia nhíu mày, Hắn chậm chạp không đáp ứng cùng cố trường ca thành lập Phạt Thiên Minh cũng không phải bởi vì kiên kỵ những thợ săn kia. Những thợ săn kia tuy mạnh nhưng nhiều lắm là tồn tại cùng cấp với hắn, còn không có khả năng thực sự uy hiếp đến hắn. Điều hắn lo lắng là trong số những thợ săn vẫn còn trộn lẫn với kẻ điên. Kẻ điên này hành tẩu ở giữa thương mang, số lượng chân giới mà bọn hắn tự tay hủy diệt, không vệ khó có thể đếm được thực lực của bọn hắn tuyệt không phải là thứ hư đạo cảnh cổ tu có thể chống lại. Ở trong thương mang, đạo cảnh chia làm hư đạo cảnh và chân đạo cảnh, ngưỡng cửa chính là thiên suy kiếp. Vượt qua thiên suy kiếp lần thứ bốn liền có thể nhảy lên thành chân đạo cảnh. Mà ở chân đạo cảnh, cũng chính là vượt qua thiên suy kiếp lần thứ bảy sau đó liền có cơ hội niết đạo, cấp bậc tu sĩ kia lại được xưng là tổ đạo cảnh. Theo tổ tiên cố gia biết, rất nhiều kẻ điên trong thương mang chính là tổ đạo cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, dù sao người đi tới tổ đạo cảnh thật sự quá ít. Bọn hắn vứt bỏ tất cả, quá khứ, tương lai, hiện tại, mọi nơi đều không tồn tại thân ảnh của bọn hắn. Giống như cô hồn giả quỷ du đảng ở trong thương mang, cho dù là lượng kiếp cũng không giết chết được bọn hắn. Tổ tiên cố gia lo lắng, trong đám thợ săn hàng lâm đến sơn hải chân giới lần này sẽ có người như vậy. Hiện giờ, Cố Trường Ca không rõ tung tích, có lẽ đã hoàn toàn vứt bỏ sơn hải chân giới. Việc duy nhất tổ tiên Cố gia hắn có thể làm cũng chỉ có thể bảo toàn Cố gia, hoặc là vào thời điểm mấu chốt di chuyển cả tộc. Lời nói của vị tiên tổ Cố gia làm cho tất cả tâm lặng, ngay cả Minh cũng không biết nói thế nào. Minh cảm giác vị tiên tổ Cố gia này đã biết không ít sự thật nếu không thì hắn đã không nói ra những lời như vậy khuyên mọi người tự tìm cách rời khỏi sơn hải chân giới tiên tổ làm như vậy là đang nói thẳng với bọn hắn tương lai sắp tới sẽ vô cùng tuyệt vọng đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tìm cách bảo hộ cố gia hoặc rời khỏi sơn hải chân giới sao đám người ngao đằng câm lặng bọn hắn không nghĩ tiên tổ sẽ lừa gạt bọn hắn vào lúc này tương lai sắp tới sẽ vô cùng tàn khốc tình thế không hề tốt đẹp như hắn đã nghĩ tiền bối đang muốn nói cho chúng ta biết tương lai sắp tới sẽ vô cùng tàn khốc không hề đẹp đẽ như chúng ta đã tưởng sao một cường giả đến từ tiên vương thế gia không nhịn được mà mở miệng dò hỏi trước khi hắn đến cố gia thì vẫn còn có chút chờ mong cảm thấy đây có thể là hy vọng của toàn bộ sơn hải chân giới nhưng bây giờ lại biết được vị tiền bối thần bí thâm sâu khó lường này lại không muốn nhúng tay hay can thiệp quá nhiều vào sự tình bởi chính hắn còn khó bảo toàn được bản thân Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy nặng nề. Tiền bối nói mấy lời này có phải còn quá sớm không? Những năm gần đây, rất nhiều cường giả ở Sơn Hải chân giới đã khôi phục, khí vận của các tộc đều bốc lên, nguyện lực cường đại chiếu rọi chư thế, đại thế huy hoàng, tương lai sáng chói, chưa hẳn là không có cơ hội chống lại ứng kiếp. Dịch thúc của tiên cung dị tộc lên tiếng, hắn tiến lên một bước đi tới phía trước, lời nói âm vang thập phần kiên định. Đạo bào lão đạo ăn mặc trách rưới cũng lên tiếng, trầm ngâm nói, tiền bối cường đại như vậy, hẳn sẽ biết được đạo lý, sự tại nhân vi, việc là do con người làm ra, tương lai quá nhiều biến số. Nếu quả thực đã định sẵn như vậy thì tại sao sơn hải chân giới còn nghĩ tới việc đánh thức chúng ta? Khi đạt tới cấp độ của hắn, tự nhiên sẽ hiểu được lần này đại thế nổ ra cũng không phải việc ngoài ý muốn. Có thể nói đây là phản ứng của Sơn Hải chân giới nhằm bảo vệ chính mình trước khi gặp phải Hạo Kiếp. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.